Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 217. Dược lão, chúa tể Kim Đô có mấy trăm năm thọ. Mệnh, nếu trong thời gian đó không sinh ra được chúa tể mới, tình huống sẽ trở nên phiền phức. Ngô Bình hỏi, chúa tể thánh cổ đại lục có thể sống bao lâu? Dược lão, cấp bậc chúa tể có một chút thực lực nghịch chuyển thiên đạo nên thường xuyên bị thiên đạo áp chế, sống rất mệt. Điều này sẽ gây ra việc chúa tể sống lâu cũng không thể thành thánh nhân, trong thánh nhân có không ít người sống trên vạn năm, được gọi là cổ thánh, nhưng chúa tể chỉ có thể sống mấy nghìn năm. Trong lòng Ngô Bình suy nghĩ, sư phụ, nói cách khác thì nếu không bị thiên đạo áp chế, chúa tể có thể sống rất lâu. Đó là đương nhiên, dược lão nói, vi sư cũng là cảnh giới thánh nhân, cũng biết rõ sự mạnh mẽ của thánh vương. Nếu không có thiên đạo áp chế, thánh vương sống được mấy vạn năm. Sư phụ, con tu luyện cấm thiên thần công, có thể nắm giữ một phần sức mạnh cấm thiên. Theo lý thuyết, sức mạnh cấm thiên có thể giảm bớt sự áp chế của thiên đạo đối với chúa tể, Ngô Bình đột nhiên nói. Dược lão lắp bắp, con nói vậy thì đúng là nên thử. Ngô Bình, sức mạnh cấm thiên này thì con đã tìm hiểu được 90%, nếu có thể tìm hiểu trọn vẹn thì có thể thử một lần. Dược lão vội hỏi, khi nào mới trọn vẹn? Ngô Bình cười nói, sư phụ, cấm kỳ của con đã đạt tới cửu trọng cấm, thuộc về cấm bậc đại thiên cấm kỳ. Theo lý, hẳn là con có thể tìm hiểu toàn diện. Trong mắt anh, trọng tâm của sức mạnh cấm thiên cũng là một loại cấm kỳ, hoàn toàn có thể tìm hiểu sức mạnh cấm thiên. Hơn nữa, một khi thành công, cấm kỳ của anh cũng thăng một bậc. Dược lão gật đầu, việc này thì không vội, con cứ từ từ tìm hiểu. Mấy ngày kế tiếp Ngô Bình lại luyện chế vài đan dược mới, cũng sáng chế ra một loại đan cấm kỳ là cấm thiên đan. Cấm thiên đan là đan dược do anh dựa vào sức mạnh cấm thiên và dược liệu cấm kỳ để chế. Ăn nó vào, thì trong cơ thể hình thành pháp trận cấm thiên, pháp. Trận này có thể đối kháng với sự áp chế của thiên đạo. Nói cách khác, nếu chúa tể ăn vào thì có thể giảm bớt áp chế của thiên đạo. Ngô Bình đưa đan cho dược lão xem xét, ông vô cùng kích động, kỳ diệu quá. Có cấm thiên đan này, chúa tể kia có thể sống lâu thêm vài trăm năm. Ngô Bình, sau này còn có thể cải tiến. Dược lão, nào, đi gặp viện trưởng. Ông muốn đích thân đưa đan này tới tay Trần Hoài Long để ông ấy xem, để cho ông ấy thử hiệu quả. Trần Hoài Long đang ngồi bên hồ câu cá, trong miệng nhai gì đó. Thân là viện trưởng học viện Kim Long, thường ngày ông ấy rất nhàn nhã, việc lớn nhỏ gì cũng đã chuyên gia phụ trách. Lão Dược, Tiểu Bình, mời ngồi, Trần Hoài Long nhiệt tình đưa hạt dưa cho hai người. Dược lão, viện trưởng, Tiểu Bình vừa luyện chế một lò đan dược, ông thử hiệu quả xem L. Ông không nói rõ công dụng, chỉ đưa đan cho Trần Hoài Long. Trần Hoài Long cười ha ha, nhìn thoáng qua đan dược rồi nụ cười biến mất. Quan sát một lát. Ông ấy nghiêm túc hỏi, đây là đan dược gì? Cấm thiên đan, Ngô Bình giải thích, có thể giảm bớt sự áp chế của thiên đạo đối với cường giả cấp chúa tế. Có thể giảm bao nhiêu, Trần Hoài Long hỏi dồn. Ngô Bình, có thể giảm 95% để áp chế. Nhưng viên đan này chỉ có hiệu quả trong 3 năm, 3 năm sau cần dùng viên thứ 2. Trần Hoài Long cười to, thật thần kỳ. Có viên thuốc này, đám đầu cổ kia có thể đột phá rồi. Dược lão gật đầu, đúng vậy. Ngô Bình nghe không hiểu mà hỏi, sư phụ, đồ cổ gì? Dược lão, có vài cổ thánh tu vi đạt tới đại thánh cảnh, hơn nữa có cơ hội thăng lên thánh vương. Nhưng vì thánh vương thì sẽ bị thiên đạo áp chế, vậy nên họ cố tình áp chế tu vi, trần trừ không đột phá. Trừ phi chúa tể hiện tại ngã xuống, thì họ mới đột phá để thay thế. Ngô Bình hiểu ý dược lão, những cổ thánh kia vì sống lâu nên cố tình không đột phá. Anh hỏi, sư phụ, nhân tộc làm vậy là để giữ thực lực à? Trần Hoài Long, chúa tể sống lâu cũng chỉ được mấy nghìn năm nhưng đại thánh có thể sống trên vạn năm. Nếu tất cả đại thánh đều đột phá thành thánh vương thì họ đều sẽ có thể chết trong mấy nghìn năm do thất bại. Ngô Bình tò mò, đương thời có bao nhiêu đại thánh có thể đột phá? Khả năng thì có 11 người, Trần Hoài Long cười nói, hiện tại có đan dược này, họ không cần áp chế tu vi nữa. Ông ấy hỏi Ngô Bình, loại đan dược này còn có thể tăng thêm hiệu quả không? Ngô Bình gật đầu, sau này sẽ tốt hơn. Tốt, hai mắt Trần Hoài Long tỏa sáng, để ta thử một chút. Trần Hoài Long đột nhiên biến mất, chỉ qua một phút sau thì xuất hiện lần nữa, lúc này ông ấy vô cùng vui vẻ, đúng vậy, ăn đan dược này vào thì có thể chắn 90% áp. Chế của thiên đạo,
Ngô Bình không ngờ đan này lại hiệu quả như vậy, anh gật đầu, viện trưởng, có thể để con cảm nhận trực quan sự tổn thương của thiên tạo đối với chúa tể không? Trần Hoài Long gật đầu, tay vỗ vai Ngô Bình, vậy để cho con cảm nhận áp lực từ thiên đạo một chút. Vừa dứt lời, khí tức toàn thân Ngô Bình ngưng tụ, cảm giác sát khí trong trời đất vô cùng tận không ngừng. Tụ về phía anh dùng hết sức để chống lại nhưng vẫn phun ra búng máu tươi. Trần Hoài Long vội nói, cảm thấy thế nào? Ngô Bình cười khổ, nếu chịu toàn bộ sự thương tổn từ thiên đạo, con sẽ bị trọng thương. Trần Hoài Long gật đầu, cho nên những người kia tình nguyện dừng ở đại thánh cảnh, chứ không muốn thành thánh vương. Vì sao cảnh giới chúa tể phải bị thiên đạo thương tổn, Ngô Bình hỏi. Trần Hoài Long, thánh vương có địa vị gần với thiên đạo nhưng không thể hoàn toàn thay thế, bởi vậy thiên đạo nào có thể dung thứ. Trừ phi thăng lên thánh hoàng, vượt qua hẳn thiên đạo. Ông ấy vỗ vai Ngô Bình, tiểu Bình, con luyện chế đan này nhiều một chút. Những tên đồ cổ kia làm rất trầm ổn, chắc chắn muốn gặp con một lần. Ngô Bình nháy mắt, viện trưởng, những vị kia bao. Nhiều tuổi rồi. Trần Hoài Long, ít nhất cũng mấy nghìn, tuổi đều lớn hơn ta không ít. Những người này đa phần đều rảnh rỗi, đầu óc không bình thường, con gặp cũng đừng quá khách khít. Đồ tể gật đầu, mọi người bảo ta tới xem thử, thuận tiện hỏi thăm. Trần Hoài Long, ông muốn hỏi gì? Đồ tể hỏi Ngô Bình, Ngô đan sư, đan dược này thì cậu luyện được bao nhiêu một năm? Ngô Bình, nếu cần thì mấy nghìn viên cũng không có vấn đề, chỉ cần nguyên liệu đầy đủ. Đồ tể tiếp tục hỏi, tư chất của cậu thế nào? Dược lão nói, cậu ấy tu luyện cấm thiên thần công, có sức mạnh cấm thiên, có tiềm năng trở thành thánh hoàng. Đồ tể gật đầu, sau đó nói với Trần Hoài Long, chúng ta thương lượng một chút, tạm thời ta sẽ thử trước, thăng lên chúa tể. Dù sao nếu bỗng chốc xuất hiện quá nhiều chúa tể thì các thế lực sẽ nâng cao sự cảnh giác. Trần Hoài Long, ừ, cũng tốt, cứ vài năm ra một chúa tể là được. Đồ tể lấy ra một tấm bùa ngọc đưa cho Ngô Bình, cười nói, Ngô đan sư, sau này nhớ thường xuyên liên lạc với chúng ta, nói xong thì xoay người rời đi. Dược lão hỏi, viện trưởng, người này muốn tới phía đông à? Trần Hoài Long gật đầu, phía đông thiếu một vị chúa tể, hắn đi vừa lúc. Ngô Bình, sư phụ, vị vừa rồi là đại thánh à? Dược lão nói, ừ, cường giả đứng đầu dưới thánh hoàng Lý Thần Đồ là ông ta. Hai mắt Ngô Bình sáng lên, đại thánh mà có tên này chắc ông ấy đánh nhau rất giỏi. Trần Hoài Long, tuổi hắn còn lớn hơn ta, có thể đột phá sớm nhưng vì tránh cho nhân tộc không có người kế thừa, hắn chỉ có thể áp chế tu vi. Ngô Bình, viện trưởng, người trẻ hơn sao không đột phá? Trần Hoài Long cười nói, ta thăng cấp chúa tể thì vị chúa tể kia mới chết trận, ta cũng thay vào vị trí đó. Ngô Bình, nói vậy thì ba vị chúa tể hiện tại là nhân tộc cố ý sắp xếp như thế. Trần Hoài Long gật đầu, chúng ta đã bói toán, kết quả là dùng cục diện ba chúa tể để giữ vững nhân tộc. Dược lão, nhân tộc đã vạn năm không có thánh hoàng, vì vậy mọi người phải đề phòng trường hợp tệ nhất, không thể không làm vậy. Trần Hoài Long, tiểu Bình, ta cảm thấy con thay đổi rất nhiều, càng có khí tượng của vương giả. Con phải cố gắng tu luyện, mau chóng đột phá. Sau khi gặp Trần Hoài Long, Ngô Bình về dược viên tiếp tục luyện đan và tu luyện. Trước đó anh đã hoàn thành cảnh giới thần môn, kế tiếp phải đột phá cảnh giới khác với thần thông của tiên giới. Thần thông của tiên giới nằm sau thần môn là cảnh giới vạn tương và đại thần kiếp. Thánh cổ đại lục bên này, sau thần môn còn có hai cảnh giới là hóa hình và pháp thân, sau đó mới là đại thần kiếp. Cảnh giới hóa hình là phải tự mình tu hành đạo đồ, hiển hóa thành hình. Ví dụ, Ngô Bình tu luyện thất tỉnh trảm đạo đồ, muốn sáng tạo ra một hình tượng thất tỉnh trảm đạo, tự ảo hóa thành thật, được gọi là đạo hình. Nhân bí đồ càng mạnh thì đạo hình ngưng tụ càng lợi hại. Lúc này, trong lòng Ngô Bình đã có hình tượng thất tỉnh trảm đạo đồ, anh chuẩn bị tu luyện ra hai kiếm cuối cùng của trảm đạo thập tam kiếm, sau này có thể ngưng tụ đạo hình thất tinh trảm đạo đồ. Anh tu luyện kiếm thứ 12 rất thuận lợi, một thanh kiếm khổng lồ nhanh chóng hiện ra sau lưng anh. Kiếm thứ 12 của trảm đạo thập tam kiếm là một thanh kiếm lớn đen như mực, phóng ra sức mạnh u ám. Sức mạnh này có thể đánh tan hết sức mạnh sức sống của đối thủ trong tích tắc, giết ngay lập tức. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kiếm thứ 12, Ngô Bình cũng không cảm thấy quá sức nên tiếp tục tu luyện kiếm thứ 13. Đây là một thanh kiếm thủy tinh 7 màu, kiếm này có khả năng làm cho vạn vật yên tĩnh,
là thanh kiếm Tĩnh Mịch. 13 thanh kiếm lớn xuất hiện sau lưng Ngô Bình, sau đó chúng gộp lại thành một thanh trường kiếm, phóng ra hào quang rực rỡ. Trong cơ thể Ngô Bình có thất tinh, trảm đạo đồ, chứa sức mạnh chấn động, sau đó phóng thích năng lượng huyền diệu, truyền vào trong thanh kiếm rực rỡ kia. Trường kiếm rực rỡ vốn là vật vô hình nhưng có được sức mạnh này rồi thì hình ảnh dần chuyển hóa thành thực. Ngô Bình cầm kiếm, cảm giác như nó là một phần của mình, chỉ là biến thành hình thanh kiếm thôi. Thú vị hơn là kiếm này xuất hiện thì như có thể hấp thu vô hạn sức mạnh của anh. Mà anh cũng có thể muộn dùng nó để chém ra một kiếm. Thậm chí khi tu luyện vài loại thần thông thì có thể thông qua kiếm này để phóng thích. Anh có thể không ngừng truyền năng lượng vào, kiếm, phóng thích bất cứ lúc nào để tạo thành đòn chí mạng cho đối thủ. Ngưng tụ đạo hình thứ nhất, Ngô Bình lại ngưng tụ là tiên thiên bát quái đồ. Tiên thiên bát quái đồ bị anh biến thành một đại trận, tiên thiên bát quái trận. Tiên thiên bát quái trận được tạo từ 8 lá cờ, khi dùng chỉ cần ném lên không trung là chúng tự kết trận. Kế tiếp là cửu cung thiên cơ đồ, Ngô Bình biến thành 9 đồng tiền, chỉ cần quăng ra là, phối hợp với tiên thiên bát quái trận sẽ tạo thành cửu cung bát quái đại trận. Mỗi ngày Ngô Bình luyện đan và tu luyện, đảo mắt đã hơn nửa tháng. Một ngày này, Thần Nguyệt tới chơi, thấy mặt là đã nói, thiếu gia nhà anh gây họa rồi đó. Trong khoảng thời gian Ngô Bình bế quan thì đã nhờ Thần Nguyệt trông nom mấy người Lý Thái Nhất, đừng để họ gặp rắc rối, không ngờ vẫn xảy ra chuyện. Anh lắc đầu, ai gây rắc rối rồi? Thần Nguyệt, Lý Thái Nhất tu hành trong kiếm cốc, kết lại xảy ra xung đột với người khác, làm bị thương một học sinh. Học sinh kia lại có lai lịch không nhỏ, cha là cháu của chúa tể tại Kim Đô, có chút thế lực. Ngô Bình gọi Lý Thái Nhất, nhanh chóng Lý Thái Nhất đã xuất hiện. Trên tay có vết thương, mặt cũng xanh tím cả mảng. Ngô Bình nhíu mày, con mình thế nào, anh rõ ràng nhất, tu vi không yếu, thực lực đã là đạo cảnh, sao lại bị đánh thành thế này? Chuyện gì xảy ra, anh hỏi. Lý Thái Nhất, bố, họ bắt nạt con gái, con thấy thì nói vài câu, kết quả là đánh nhau. Họ không phải đối thủ của con, tìm người ngoài tới chặn đường. Nhưng bố yên tâm, con cũng không chịu thiệt, đánh bị thương không ít. Ngô Bình hỏi, vậy chuyện này vẫn chưa kết thúc đúng không? Lý Thái Nhất gãi đầu, có vẻ đối phương không phục, sau đó còn muốn đánh. Ngô Bình nhíu mày, vậy đánh tới đánh lui bao giờ mới xong? Học viện Kim Long có đại ân oán mà, sao không giải quyết một lần, đỡ phải phiền phức? Lý Thái Nhất nháy mắt, con có thể đi sao? Đại ân oán là nơi được đừng để đề phòng đánh nhau trong học viện. Người thua sau này không được tìm người thắng gây chuyện, nếu không học viện sẽ để ý. Ngô Bình cũng không để bụng chuyện này, vì vậy định để Lý Thái Nhất tự giải quyết. Lý Thái Nhất đứng trên võ đài, tỏa ra phong phạm tông sư. Kẻ đối diện hừ lạnh một tiếng, Lý Thái Nhất, ta biết cha ngươi là Ngô Bình, đệ tử Dược Lão nhưng thế đã sao? Hôm nay ta muốn đánh chết ngươi trước mặt mọi người. Lý Thái Nhất không hề sợ hãi, Chu Bàng, là bắt nạt phụ nữ. Muốn ngủ con người ta chỉ ngăn cản ngươi làm việc ác mà ngươi lại muốn đánh chết ta. Hừ, cha ta đã nói, với kẻ không chịu nói lý lẽ thì dùng nắm đấm để nói. Người tên Chu Bàng phóng thích ra sức mạnh cấm kỵ, hóa ra hắn có pháp khí cấm kỵ. Pháp khí này bay lên không, hóa thành một con mắt, nhìn chằm chằm Lý Thái Nhất. Lý Thái Nhất không hề lo lắng, lấy ra một tấm bùa do. Ngô Bình luyện chế cho mình, cũng là bùa cấm kỵ. Bùa bay lên không trung, tạo thành ánh sáng, con mắt nổ tung rồi biến thành tia sáng rơi lại vào người Chu Bàng. Chu Bàng hét thảm một tiếng, toàn thân bốc lên ngọn lửa màu đen, bên trong cũng phát ra tiếng hét thê lương. Hóa ra ngọn lửa này đang thiêu đốt sinh mệnh của đối phương, cháy càng lâu thì đối phương càng yếu mà quá trình vô cùng đau đớn. To gan, trong đám đông, một người đàn ông trung niên phóng lên trời, giơ tay chưởng vào Lý Thái Nhất. Nhìn hơi thở của người này thì tuyệt đối là cao thủ nhân vương, sức mạnh dồn hết và Lý Thái Nhất, định đánh chết ngay tại chỗ. Bốp! Bất chợt, một bóng người lao lên võ đài, là Ngô Bình, anh tung trưởng đánh bay người kia, đối phương rên lên một tiếng bay xa, rơi xuống đất rồi phun ra búng máu. Xem ra một trưởng kia của Ngô Bình đã đánh gã trọng thương. Ngô Bình thản nhiên nói, trẻ con đánh nhau, người lớn ra tay có vẻ không thích hợp lắm nhỉ. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm Ngô Bình, trong mắt tràn ngập sự kiêng dè, trầm giọng hỏi, ngươi là phụ huynh của Lý Thái Nhất. Ngô Bình cười nói, ta là cha của hắn, Lý Huyền Bình. Người đàn ông trung niên hít sâu một hơi, con ngươi làm bị thương con ta,
trong tình thế cấp bách ta mới ra tay. Ngô Bình nhìn thoáng qua Chu Bàng đang la hét, vung tay, ngọn lửa biến mất, sau này nhớ dạy dỗ con cho đàng hoàng. Người đàn ông trung niên nhìn Ngô Bình, không nói gì, mà dẫn Chu Bàng rời đi. Lý Thái Nhất cũng nhảy xuống, cha, vậy thì hời cho hắn quát. Nhiều cô gái bị hắn ức hiếp lắm, tên Chu Bàng này có tiếng xấu lan xa. Ngô Bình bất ngờ, hắn làm nhiều như vậy mà không ai quan tâm sao? Lý Thái Nhất, gia tộc của hắn lớn mạnh, người khác nào dám quan tâm? Con chỉ nói một câu, hắn đã muốn đánh chết con, đừng nói gì người khác. Bất kỳ nơi nào cũng có cường quyền, không hề có công bằng, Ngô Bình cũng không ngạc nhiên, anh cũng không có nhiều hơi sức để bênh vực kẻ yếu như thế. Việc này liên quan tới Lý Thái Nhất nên anh phải làm cho. Rõ. Anh gọi mấy người còn lại tới trước mặt, mấy ngày nay cha bế quan, đừng gây chuyện. Thái Nhất, con cẩn thận một chút, việc này con làm dứt khoát, đắc tội đối phương, nhà họ Chu sẽ không từ bỏ ý đồ. Lý Thái Nhất, anh Huy, nhà này có gì đặc biệt không? Người này thấp giọng nói, Thái Nhất, nhà họ Chu lũng đoạn buôn bán dược liệu. Hơn nữa còn có quan hệ với một người cháu của chúa tể, tôi lo cháu của chúa tể sẽ ra mặt cho hỏi. Nghe nói nhà họ Chu lũng đoạn việc buôn bán dược liệu, Ngô Bình đột nhiên thấy chuyện này không đơn giản, hắn để mấy người Lý Thái Nhất về trước, sau đó dạo một vòng mấy nơi bán thuốc tại Kim Đô. Sau đó anh phát hiện một sự kiện, dược liệu ở Kim Đô đều do người nhà họ Chu kinh doanh, điều này khiến giá dược liệu bên này mắc hơn nơi khác. Không chỉ vậy, nhà họ Chu cũng bắt tay vào thị trường đan dược, đi qua hai cửa hàng, chỉ thấy đan dược có phẩm chất bình thường, thiếu đan dược tốt. Mặt khác, nhà họ Chu khá có sức ảnh hưởng trong thị trường đan dược, nhưng lại không thể lũng đoạn. Rất nhanh, Ngô Bình phát hiện một cửa hàng tên Thần Đan Các, anh có hơi bất ngờ, chẳng lẽ mình mở từ thành Mộng Hoa đã tới nơi này rồi. Vì vậy anh đi vào, phát hiện nhân viên không nhận ra mình nhưng đan dược bên trong đúng là do anh chọn ra từ tiên khố. Bảng hiệu bên này cũng ghi anh là đệ tử của Dược Lão Học Viện Kim Long, là một thầy luyện đan rất giống. Ngô Bình hỏi trưởng quầy, ông chủ của các vị đâu? Trưởng quầy là một người trung niên, cười nói, ông chủ không ở đây, quý khách muốn mua gì? Ngô Bình hỏi, người phụ trách cửa hàng này là ai? Trưởng quầy cười nói, quý khách có chuyện gì, xin cứ nói với ta. Ngô Bình không muốn nhiều lời, liên lạc với Triệu Vân Cơ. Vân Cơ, bây giờ cô đang ở đây, Ngô Bình hỏi. Triệu Vân Cơ cười nói, anh đoán xem L. Ngô Bình, cô đang ở Kim Đô à? Triệu Vân Cơ cười, đúng thế, tôi đến mấy tháng rồi. Trước đó còn tới học viện tìm anh mà anh không ở, tôi đang ở trong một cửa hàng Thần Đan Các. Ngô Bình, tôi đang ở Thần Đan Các Kim Đôi. Thật sao, anh đến khi nào, chờ tôi một lát, tôi tới ngay. Triệu Vân Cơ tốn 15 phút là đã đến nơi, trong tay cầm vài xấp giấy tờ, hình như mới bàn chuyện làm ăn với người khác. Vân Cơ, Thần Đan Các ở đây làm ăn được không? Triệu Vân Cơ, rất tốt, nơi này là Kim Đô, là nơi tập trung của người giàu, so với nơi nhỏ như thành Mộng Hoa thì phồn hoa hơn gấp nghìn lần. Hàng tồn anh để lại trước đó sắp bán sạch rồi, chuẩn bị tìm anh bổ sung. Ngô Bình, trong khoảng thời gian này có ai tìm cô không? Triệu Vân Cơ gật đầu, quản gia nhà họ Chu tìm tôi, muốn hợp tác nhưng tôi không liên lạc với anh được nên bảo để bàn xô. Ngô Bình, nhà họ Chu đã biết quan hệ giữa tôi và Thần Đan Các. Triệu Vân Cơ, đương nhiên là biết, anh là chiêu PR của Thần Đan Các mà. Ngô Bình gật đầu, trước đó anh trở lại tiên giới, anh mua sắm vài loại đan, vừa lúc giao cho Triệu Vân Cơ. Sau đó anh kể chuyện xảy ra hôm nay, tôi hoài nghi Chu Bàng kia cố tình ra tay quá đáng, sau đó dùng nó để uy hiếp tôi. Chỉ là họ không ngờ chúng ta có thực lực vượt xa họ, thành ra họ chịu thiệt. Ngô Bình nhíu mày, Vân Cơ, có kiến nghị gì không? Triệu Vân Cơ, cho nên, gốc rễ là ở chỗ của chúa tể, chỉ cần để cho người ở Kim Đô biết được, danh tiếng có ngài có thể kinh động đến chúa tể, thì bọn họ cũng không dám dễ dàng đắc tội với chúng ta. Kinh động đến chúa tể à, Ngô Bình suy nghĩ, nói, vậy chọn một cửa hàng lớn hơn nữa đi, lại khai trương thêm lần nữa. Triệu Vân Cơ cười nói, sau đó thì sao? Ngô Bình, trong thời này, không phải có ba vị chúa tể sao? Trong đó có một vị bị dị tộc trấn áp. Cứ mời hết hai vị kia đến, cắt băng khai trương cho Thần Đan Các. Triệu Vân Cơ kinh ngạc, có thể mời được cả hai vị chúa tể sao? Ngô Bình cười nói, hắn là có thể.
Nếu mà kịp thời gian, tôi sẽ mời thêm một vị chúa tể mới nhậm chức, Lý Thần Đồ. Triệu Vân Cơ hít sâu một hơi, nói, nếu có ba vị chúa tể đến, sau này cửa hàng chúng ta có thể mở ở bất cứ nơi nào. Ngô Bình, Vân Cơ, trong hai ngày này đi ra ngoài chọn một cửa hiệu mới ở mặt tiền, đừng sợ lớn càng tốt, càng đắt càng tốt. Triệu Vân Cơ gật đầu thật mạnh, tôi biết rồi. Cùng ngày hôm đó, Ngô Bình lại trở về tiên giới một chuyến, mua sắm rất nhiều các loại đan dược, pháp khí ở trong tiên khố. Sau này anh muốn mở cửa hàng, không chỉ bán đan dược mà còn bán những thứ khác. Ngô Bình không chỉ mua ở tiên khố, mà còn mua không ít thứ từ cửa hàng công đức, giao tất cả cho Triệu Vân Cơ. Bởi vì bán nhiều thứ, không chỉ có bán một mình đan dược, nên thần đan các cũng sửa tên lại thành Đa Bảo Các. Ngày tiếp theo, Ngô Bình và Dược Lão cùng nhau đi đến phủ của Chúa Tể, mừng ngày sinh của Chúa Tể. Thân phận của Dược Lão tôn quý, không chỉ là một trong 9 người ở học viện, mà còn là người đứng đầu trong các luyện đan sư, cho nên được mời đến bàn của khách quý. Vì Ngô Bình đi cùng Dược Lão, cho nên anh ngồi ở bên cạnh ông. Khách ngồi ở bàn khách quý, đều là những nhân vật nổi bật có uy tín danh dự của nhân tộc, trong số đó có không ít đại thánh, cổ thánh, thánh nhân. Những vương đô không có tư cách ngồi ở chỗ này, nên được an bài đến phòng khác. Cho dù có ở trong một đám người toàn thánh nhân và cổ thánh, địa vị của Dược Lão vẫn không hề giống người thường, người xung quanh lần lượt tiến lên chào. Hỏi. Mỗi khi Dược Lão gặp được người quen, đều nhất định sẽ giới thiệu đệ tử của mình, công bố trình độ luyện đan của anh không hề dưới mình. Những người này đều biết Dược Lão lúc nói chuyện rất ít khi khoa trương, không lẽ trình độ luyện đan của người thanh niên này thật sự cao như vậy sao? Dược Lão hiểu được tâm tư của mấy người này, ông nói với Ngô Bình, đồ đệ, lấy thần chủng đan mà con luyện chế ra đây, cho các vị tiền bối nhìn thử xem. Thần chủng đan là đan dược do Ngô Bình nghiên cứu chế tạo, có thể tăng cường tỷ lệ sống sót của hạt giống cấm kỵ, nó không được coi là loại đan dược cao. Cấp gì, nhưng giá trị thì không thể nào đo được. Dẫu sao, một tu sĩ có thể có được bao nhiêu thành tựu lớn, vậy thì phải xem người đó có thể thức tỉnh được cấm kỵ hay không và cấm kỵ thức tỉnh mạnh được cỡ nào. Người đang ngồi ở đây, trên cơ bản đều là cường giả thánh cảnh, lúc trước bọn họ cũng đã thức tỉnh được cấm kỵ. Trên thực tế, có thể thức tỉnh được cấm kỵ chính là điều kiện tất yếu của thánh cảnh, nếu như không có cấm kỵ, thì cuộc đời này gần như không có cơ hội trở thành thánh nhân. Ngô Bình lấy ra mấy viên đan dược, chia cho người xung quanh nhìn xem. Những người đó quan sát một lúc, ai nấy cũng đều lộ ra vẻ kinh hãi. Đan sư Tiểu Ngô, viên đan này có diệu dụng gì? Có người hỏi. Ngô Bình giải thích, thần chủng đan có thể giúp tu sĩ thức tỉnh hạt giống cấm kỵ, đồng thời cũng tăng được khả năng sống sót của hạt giống cấm kỵ. Một người khác hỏi, một người bình thường không thể tự thức tỉnh hạt giống cấm kỵ của bản thân mình. Nếu người đó ăn vào viên đan dược này, vậy thì có bao nhiêu cơ hội thức tỉnh được hạt giống cấm kỵ? Ngô Bình, đại khái là có khoảng 25%. Mỗi 20 người thì có 5 người có thể thức tỉnh. Mà trong số những người thức tỉnh hạt giống cấm kỵ, thì có khoảng 40% có được cơ hội sống sót. Tất cả mọi người đều chấn động, bởi vì dựa theo lời của Ngô Bình, thì chỉ cần ăn vào viên đan này, thì như vậy trong 10 người thường, thì sẽ có một người có thể ngưng tụ được hoạt trùng. Phải biết là, nếu như bình thường, tu sĩ trúc cơ tam giai khi thức tỉnh hạt giống cấm kỵ cũng chỉ có xác suất là 1/10.000. Mà trong số những người thức tỉnh hạt giống cấm kỵ đó, có khả năng sống không đến 1/1.000. Nói cách khác, khi không dùng thần chủng đan, mấy chục triệu tu sĩ tam giai trúc cơ mới có thể sinh ra được một tu sĩ hoạt trùng. Mà Ngô Bình, chỉ cần 10 viên thần chủng đan là có thể bồi dưỡng ra được một tu sĩ hoạt trùng. Đan sư Tiểu Ngô, loại đan này, ta có thể mua một ít không? Một vị cổ thánh lập tức dò hỏi, gia tộc của ông ta rất lớn, có không ít hậu thế, ông ta hy vọng trong số hậu nhân của mình, có thể có nhiều tu sĩ hoạt chủng một chút. Ngô Bình cười nói, đan dược dùng để luyện chế thần chủng đan hữu hạn, trước mắt vẫn chưa có biện pháp luyện chế theo đợt. Thế nhưng ta có thể cho các vị tiền bối đang ngồi ở đây mỗi người 10 viên. Mọi người vui mừng khôn xiết, liên tục nói câu cảm tạ. Phải biết là hậu bối con cháu của bọn họ là tu sĩ có tư chất không hề bình thường, cho dù có tư chất thường thường cũng đều không tồi, chỉ cần ăn một viên, là có cơ. Hội rất lớn có thể thức tỉnh hạt giống cấm kỵ. Lúc này, mọi người đều đã biết được đan đạo của Ngô Bình không hề tầm thường, chỉ sợ đúng như Dược Lão nói, trình độ luyện đan của cậu đệ tử này thật sự không hề dưới ông.
Ngô Bình nhân cơ hội nói, các vị tiền bối, Vân bối có mở một tiệm đa bảo các ở Kim Đô, ở đó thường xuyên bán đan dược do ta luyện chế ra. Nếu giai đoạn đầu các vị có yêu cầu gì, thì có thể đến đa bảo các để nhìn thử xem, có lẽ sẽ có món mà các vị cần. Mọi người đều gật đầu, nói nếu có thời gian nhất định sẽ đến đó. Rất nhanh đã đến giờ làm tiệc mừng thọ, những tấm bình phong ngăn cách ngoại giới cũng đã được gỡ bỏ, không gian lập tức trở nên lớn hơn. Cách đó không xa, chúa tể Kim Đô đang ngồi ngay ngắn phía trên bảo tọa, con cháu và đệ tử đang đứng bên người ông ta. Nhìn thấy vị chúa tể này, Ngô Bình có thể cảm nhận được khí tức cường hãn của ông ta, loại khí tức này nếu ở tiên giới, nhất định là cường giả hỗn độn. Vị chúa tể Kim Đô này, đã sống hơn 2000 tuổi, tên là Thuần Vu Cự Tử. Thuần Vu Cự Tử hiển nhiên chưa từng dùng cấm thiên đan, bởi vì thế, ông ta hy vọng Ngô Bình có thể tự mình giao cấm thiên đan vào trong tay vị lão chúa tể này. Trên mặt Thuần Vu Cự Tử, đã có dấu vết già cả rõ ràng, đầu tóc ông ta bạc trắng, mặc một cái áo choàng lớn dệt bằng chỉ vàng, hai mắt híp lại, nở một nụ cười hiền từ với mọi người. Thuần Vu Cự Tử cười nói, các vị lão hữu, có thể gặp lại mọi người, trong lòng ta cảm thấy rất an ủi. Cổ thánh nhân bên cạnh Ngô Bình đều vô cùng cảm kích, đồng loạt nói, Thuần Vu lão đệ, chờ ngài 3000 tuổi, bọn ta sẽ còn đến đây chúc thọ cho ngài. Dược lão nói với Ngô Bình, Tiểu Bắc, một hồi nữa con đi lên thay mặt cho vi sư. Những cái khác không cần phải đưa, chỉ cần đưa một viên cấm thiên đan. Ngô Bình cười nói, sư phụ, có cấm thiên đan, thì chúa tể Thuần Vu có thể sống được bao lâu? Thuần Vu Cự Tử cảm thụ một lát. Trên mặt dần dần toát ra vẻ mặt vui mừng như điên, ông ta bắt lấy Ngô Bình, cười nói, ta đã đi tìm viện trưởng vài lần, nhưng vẫn không thể nhìn thấy cậu. Ngô công tử không hổ là đệ tử của Dược lão, đan đạo thật sự khiến người ta bội phục. Ngô Bình cười nói, Thuần Vu tiền bối, đan dược này của ta dùng có tốt không? Thuần Vu Cự Tử cười ha ha, loại đan này, sau này phải làm phiền công tử. Ngô Bình nói, tiền bối. Vân bối muốn mở một cửa hàng ở Kim Đô, bán một chút đan dược pháp khí, mấy món linh tinh. Nếu ngài có thời gian, tới lúc đó có thể mời ngài đến quán, cũng cho quán mới được hưởng một chút danh tiếng của ngài. Thuần Vu Cự Tử vội vàng hỏi, a, cửa hàng tên gì thế? Ta nhất định sẽ đến đó. Ngô Bình, cửa hàng mới gọi là Đa Bảo Các, ngày mốt sẽ mở cửa, đến lúc đó vãn bối nhất định sẽ chờ tiền bối đại giá. Thuần Vu Cự Tử cười ha ha, được được. Sau khi tặng đan dược, Ngô Bình lập tức lui ra. Trong đám người, cha của Chu Bàng Chu Kỳ An thấy cảnh này, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Ông ta không hề nghĩ đến, chúa tể thế mà sẽ đích thân đi đến cửa hàng của Ngô Bình. Loại chuyện này, chính là chuyện mà ông ta vô cùng mơ ước. Năm đó, ông ta khai trương cửa hàng Chu gia, thậm chí cũng chưa từng dám mời chúa tể ra mặt, càng miễn bàn đến chuyện đi đến tận cửa. Cái mà hắn tặng cho chúa tể. Rốt cuộc là loại đan dược gì, Chu Kỳ An thất kinh. Sau khi Ngô Bình trở lại chỗ ngồi, những người còn lại cũng lần lượt dâng thọ lễ lên, đến phiên Chu Kỳ An thì đã hơn một nửa số người. Dược lão cười nói, con muốn mở cửa hàng sao? Ở trong mắt Dược lão, mở cửa hàng gì đó không phải là công việc đàng hoàng, dẫu sao có chuyện gì có thể quan trọng hơn luyện đan được cơ chứ? Ngô Bình, sư phụ, con chuẩn bị mở rộng kinh doanh đa bảo các lên. Sau này còn mở thêm nhiều chỉ nhánh nữa, như vậy có thể thúc đẩy việc giao lưu trao đổi tài nguyên của tiên giới và thánh cổ đại lục. Dược lão, thời trẻ đúng là có không ít người đã đi tiên giới. Nếu có cơ hội, vi sư cũng phải đi đến đó xem. Sau khi kết thúc tiệc mừng thọ, Ngô Bình tạm biệt mọi người. Anh vừa mới ra khỏi cổng, đã cảm giác được có người đang đuổi theo phía sau mình. Ngô công tử. Ngô Bình dừng bước, sau đó thấy được Chu Kỳ An. Trên mặt Chu Kỳ An lộ ra nụ cười, nói, Ngô công tử, có thể nói chuyện một chút được không? Người này, lúc trước còn tính kế mình, tính kế Lý Thái Nhất, Ngô Bình đương nhiên không muốn cho gã mặt tốt, anh lạnh lùng nói, ta rất bận, ông có chuyện thì cứ nói. Chu Kỳ An nhíu mày, tuy là nói Ngô Bình là người đưa đan dược hôm nay, khiến cho chúa tể xem trọng, nhưng nói thế nào thì gã cũng là thân thích của chúa tể, đánh gấy xương vẫn còn dính gân. Người này sao lại có thể vô lễ với mình như thế? Sắc mặt của gã cũng trở nên lạnh lùng, lạnh giọng nói, Ngô công tử, ta có ý nhắc nhở cậu. Ta mặc kệ là cậu muốn mở cửa hàng gì, nhưng mà kinh doanh đan dược và dược liệu ở Kim Đô thì cậu không được động vào.
Ngô Bình cười ha ha, ông không cho ta động vào, ta càng muốn động. Chu Kỳ An giận dữ, trầm giọng nói, Ngô công tử, cậu cho rằng chuyện kinh doanh dược liệu và đan dược đầu chỉ do một mình ta làm sao? Nói thật cho cậu biết, những món đó đều do nhị gia quản cải. Nhị gia mà gã nói, chính là con thứ của chúa tể, Thuần Vũ Huy. Ở trên tiệc mừng thọ, Ngô Bình đã gặp Thuần Vũ Huy, đối phương là một người có tướng mạo. Văn nhã, hắn còn kính rượu với Ngô Bình và Dược Lão, không nghĩ đến, hắn lại là người khống chế chuyện kinh doanh dược liệu và đan dược. Ngô Bình nhíu mày, hóa ra là Thuần Vũ Huy, vậy thì để hắn tự mình nói với ta. Nói xong, gã xoay người rời đi. Sắc mặt Chu Kỳ An khó coi, lạnh giọng nói, thật đúng là cái thứ không biết sống chết. Chuyện kinh doanh của Thuần Vũ ở Kim Đô đều đã hơn 1.000 năm, gã vậy mà dám nhảy ra đoạt chén cơm. Ngô Bình trở lại Thần Đan Các, Triệu Vân Cơ đang chờ anh về, hỏi thế nào rồi? Ngô Bình nói, bây giờ ta mới biết được, người khiến cho dược liệu và đan dược bị lũng đoạn chính là con thứ của chúa tể, Thuần Vũ Huy. Triệu Vân Cơ cũng không hề cảm thấy ngạc nhiên, xem ra, Chu Kỳ An này chỉ là một quân cờ bị đẩy lên phía trước, loại gia tộc ngàn năm như thế này, kinh doanh ở Kim Đô hơn 1.000 năm, bánh kem lợi ích đều được phân ra từ sớm rồi. Hiện tại chúng ta ngáng một chân, chẳng khác nào đàn tuyên chiến với những người được hưởng lợi đớ. Ngô Bình, ở phía tiên giới bên kia sắp hình thành một đại tiên giới. Trước đó, chúng ta cần phải phát triển kinh doanh, xúc tiến hai bên giao lưu tài nguyên. Triệu Vân Cơ, nói vậy, chúng ta nhất định phải bồi dưỡng thêm một ít người hữu dụng. Ngô Bình, Vân Cơ, sau này cô phụ trách chuyện kinh doanh của Kim Đô, nhân tiện đưa thêm một ít người ra. Không bao lâu nữa chúng ta sẽ phải mở cửa hàng thứ hai thứ ba. Triệu Vân Cơ, nhưng phía của Thuần Vũ Huy nhất định sẽ tạo áp lực cho chúng ta. Ngô Bình cười lạnh, gã mạnh đến đâu cũng chỉ là con của chúa tể, ngay cả cha của gã còn phải cho tôi mặt mũi, gã thì có là cái gì? Triệu Vân Cơ vô cùng kinh ngạc, hỏi, anh Bình, chuyện này là sao? Ngô Bình kể lại chuyện của cấm thiên đan, Triệu Vân Cơ vô cùng khiếp sợ, cấm thiên đan có thể tăng thọ mệnh của chúa tể. Ngô Bình gật đầu, chúa tể chịu áp chế của thiên đạo, cho nên chỉ có thể sống mấy ngàn năm. Cấm thiên đan có thể hạ thấp thương tổn của thiên đạo đối với chúa tể đến mức cực đại, từ đó nâng cao thọ mệnh của chúa tể lên. Mấy ngày nữa, sẽ có một vị chúa tể mới ở Thánh Cổ Đại Lục. Triệu Vân Cơ cảm thấy không thể tưởng tượng được, nói, anh Bình, không ngờ được đan dược mà anh luyện chế, lại có kỳ hiệu như thế. Ngô Bình, là vì tôi nắm giữ cấm thiên chỉ lực, trước kia chỉ có Thánh Hoàng mới có thể nắm giữ được loại sức mạnh này. Triệu Vân Cơ vô cùng cao hứng. Cười nói, lúc trước tôi cũng không rõ, bây giờ, tôi không hề sợ Thuần Vũ Huy và nhà họ Chu. Anh Bình, đi, chúng ta đi đến cửa hàng mới xem thử. Hóa ra, cô đã tìm được một cửa hàng mới, hơn nữa đã thỏa thuận với chủ nhân của cửa hàng. Vì thế, hai người đi đến một con phố phồn hoa ở Kim Đô, phố Thiên Bảo. Phố Thiên Bảo là một dãy phố hình tròn, dãy cửa hàng ở giữa có vị trí tốt nhất. Đặc biệt là... những hàng đầu ở phía hai đầu của con phố, ba mặt tiền, thuộc về vua cửa hàng phố Thiên Bảo. Lúc này, Ngô Bình đi đến cửa hàng ở phía cực đông. Cửa hàng này có 8 tầng, vốn được chia làm hai, phía gạch dưới nam bán đan dược, phía bắc bán dược liệu, ở tầng cao nhất thì đổi thành quán trà. Cửa hàng giống như thế này, đều có tiền thuê vô cùng cao, ông chủ cũng sẽ không bán ra dễ dàng. Thế nhưng, giá mà Triệu Vân Cơ đưa ra vô cùng cao, ông chủ cũng phải động tâm. Đứng trước cửa hàng, Ngô Bình vô cùng vừa lòng với mặt tiền của cửa hiệu, cười nói, nơi này chắc hẳn là một cửa hàng phồn hoa nhất ở Kim Đô. Đối phương ra giá bao nhiêu? Triệu Vân Cơ nói, cửa hàng ba mặt tiền, tổng cộng 8 tầng, mỗi tầng 2.400 m², diện tích kinh doanh khoảng 20.000 m². Đối phương ra giá 40 tỷ hoàng thùi. Ông chủ cười nói, không dám giấu giếm, nếu giá hạ nữa thì tôi không cần bán cửa hàng này đâu. Cửa hàng này là do ông cố tôi mua, giờ vào tay tôi thì tuổi đời đã 300 rồi. Ngô Bình, vậy khi nào hợp đồng thuê tới hạn? Ông chủ, ba nhà thuê đều đến hạn trong 3 tháng tới. Ngô Bình, vậy nếu ông có thể giải quyết hết người thuê trong vòng 2 ngày, tôi sẽ trả ông 40 tỷ hoàng thù để mua cửa hàng. Ông chủ sáng mắt, không thành vấn đề, tôi đảm bảo sau đó sẽ không còn người thuê nào. Bên trên cửa hàng là quán trà. Ngô Bình và Triệu Vân Cơ tới tầng cao nhất, quan sát chung quanh, đồng thời quy hoạch xây dựng đa bảo các. Lúc này,
ý thức của Ngô Bình đã tiến vào cửa hàng công đức, hiện anh có hai loại công đức, một là bình thường, cái khác là công đức. Công đức màu vàng có thể mua nhiều thứ hơn, gấp trăm vạn lần công đức bình thường. Vì có công đức màu vàng, cửa công đức của Ngô Bình cũng tăng lên nhiều món hơn, ví dụ như dược liệu cấp 20 trở lên. Hiện tại, anh định chọn mua vài loại dược liệu quý giá, đan dược quý hiếm để làm bảo vật trấn các của Đa Bảo Các, mau chóng gia tăng sự nổi tiếng. Anh xem một hồi, công đức màu vàng có thể đổi được dược liệu tốt nhất là dược liệu cấp 24, tên là Đại La Kim Sâm. Thuốc này rất thần kỳ, có thể dùng trực tiếp, đạt được Đại La Tiên Thể. Nếu dùng luyện thuốc thì còn chế ra được Đại La Kim Đan, hiệu quả càng thêm phi phàm. Có điều, với cấp độ hiện tại của Ngô Bình thì chưa thể luyện chế, cần chờ anh thăng cấp đạo cảnh hoặc cấm kỳ đạt tới thập trọng cấm. Anh nhìn thì thấy giá của Đại La Kim Sâm cực cao, cần dùng 800 triệu công đức màu vàng để đổi. Trừ dược liệu, còn có đan dược tốt nhất là Vạn Cổ Hồng Mông Đan, loại đan cực phẩm cấp 22, cần 1 tỷ 2 công đức màu vàng để đổi. Đan này có thể làm người dùng sống hơn vạn năm, hơn nữa sau đó còn có Hồng Mông Tiên Khí. Cuối cùng, Ngô Bình dùng 20 tỷ công đức màu vàng để mua, đổi được một cây Đại La Kim Sâm và một viên Vạn Cổ Hồng Mông Đan. Ngoài ra, anh còn dùng công đức bình thường đổi vài loại dược liệu mà mình thiếu. Ngô Bình vừa mua xong đan dược và dược liệu thì có người đẩy cửa vào. Nơi này chỉ có Ngô Bình và Triệu Vân Cơ được phép vào, người ngoài thì không, nhưng người này lại ngông nghênh ngồi đối diện Ngô Bình. Ngô Bình đánh giá người tới, mặc áo bào vàng, mũi ưng, mắt hẹp dài. Đối phương ngồi xuống thì nói với Ngô Bình, Ngô công tử, ta là quản gia của nhị công tử nhà chúa tể, ta họ Viên. Ngô Bình thản nhiên nói, công tử nhà chúa tể đúng là khí phách, ngay cả quản gia của quý phủ cũng là thánh nhân. Quản gia mỉm cười, công tử quá khen, chắc hẳn cậu biết mục đích khi tôi đến đây. Đa Bảo Các này, ta nhất định phải mở, không chỉ bán đan dược mà còn bán cả dược liệu. Ngô Bình nhìn quản gia kia, gắn từng chữ, đến lúc đó, ta sẽ mời chúa tể đến cắt băng. Viên quản gia cười, nhị công tử lớn lên ở Kim Đô, từ 15 tuổi đã ra trận giết địch, tự mình dẫn quân chém giết dị tộc. Khi đó, chúa tể còn chưa phải chúa tể. Trong nhóm con cháu của chúa tể có 127 người chết trận xa trường. Có thể nói trên từng tấc đất của Kim Đô đều thấm đẫm máu của nhà Thuần Vu. Ngô công tử, bất kể cậu có chỗ dựa thế nào thì Kim Đô mãi mãi là của họ Thuần Vu. Ngô Bình cười lạnh, nếu chúa tể chỉ chiến vì một tộc, ông ấy đã không thể đi lên vị trí ngày hôm nay. Lời này của ông, lòng riêng quá nặng, quá có lỗi với những anh hùng nơi chín suối. Cậu, sắc mặt viên quản gia khó coi, Ngô công tử, cậu thật sự muốn đối đầu với nhị công tử sao? Ngô Bình lạnh lùng nói, ta luyện đại một lò đan là có thể kiếm được nhiều tiền hơn cả mở cửa hàng. Nhưng ta phải mở cửa hàng này, việc ta làm, họ Thuần Vu không thể ngăn cản. Viên quản gia thở dài, Ngô công tử, rượu mời không muốn, cứ thích uống rượu phạt à, vậy chỉ có thể đắc tội, nói xong ông ta đứng dậy rời đi. Viên quản gia vừa đẩy cửa ra ngoài, Ngô Bình liền thấy ngoài cửa sổ bị bao phủ một tầng ánh sáng vàng. Triệu Vân Cơ nhìn thoáng qua bên ngoài, anh Bình, chúng ta bị một món pháp khí nhốt trong này rồi. Ngô Bình nhìn thoáng qua nói, pháp khí cấp Thánh Vương, có tác dụng tăng tốc thời gian. Chúng ta nghỉ ngơi trong này một ngày, tương đương sống hết nghìn năm. Triệu Vân Cơ tái mặt, vậy làm sao bây giờ? Bên ngoài cửa hàng, một người đàn ông ngồi tại quán trà đối diện, viên quản gia đi vào, khom người nói, nhị gia, người đã bị nhốt bên trong. Bên ngoài chuông trụ quang một ngày thì bên trong là nghìn năm. Ta nghĩ hắn không thể cứng đầu lâu. Người đàn ông này chính là Thuần Vũ Uy, vẻ ngoài bình thường, vóc dáng không quá vạm vỡ, thậm chí trông không hề phú quý. Thuần Vũ Uy thản nhiên nói, quyền uy của nhà Thuần Vu, không kẻ nào được khiêu khích, dù hắn là đệ tử của Dược Lão thì cũng không được. Ta muốn dùng chuông trụ quang mài tính tình hắn nghìn năm, buộc hắn quy phục tai. Viên quản gia, nhị gia, tiệc mừng thọ hôm nay, hắn đã đưa cho chúa tể đan dược gì vậy? Thuần Vũ Uy nói, ta đã hỏi cha, ông ấy chưa nói nhưng ta hiểu ông ấy, đan dược này tất nhiên có trợ giúp. Cực lớn đối với ông ấy, vậy nên người này phải được ta sử dụng. Nhưng vào lúc này, Ngô Bình nhìn sang hướng của đối phương như có thể nhìn xuyên qua chuông trụ quang thấy Thuần Vũ Uy. Ngô Bình cao giọng nói, đáng tiếc, một món pháp khí Thánh Vương tốt mà lại bị hủy trong tay các người. Nói xong, anh đứng dậy, trong tay có thêm một cây cung lớn, là cung xạ nhật.
anh kéo căng dây cung, ba tiễn phù trong cơ thể chấn động, một hơi thở đáng sợ phóng thích. Truy quang quyết, phá, oe on một mũi tên ánh sáng bay ra, nó còn nhanh hơn cả ánh sáng, nghịch chuyển thời gian, phá cửa sổ bay ra, đánh vỡ vách chuông. Mũi tên ánh sáng vừa ra, Thuần Vũ Uy đứng bật dậy, pháp khí thánh hoàng. Âm, một tiếng động lớn vang lên, chuông trụ quang nổ tung, chia năm xẻ bảy. Chuông trụ quang nát bấy ngay lập tức, trong lòng chúa tể Thuần Vu cự tử cũng cảm ứng được, một tia thần niệm giáng xuống, ngưng tụ thành một bóng người khổng lồ. Thuần Vu Uy quá sợ hãi, quỳ trên mặt đất, run rẩy cha. Thuần Vu cự tử vung tay lên, mảnh vỡ của chuông trụ quang rơi vào trong tay ông ta gật đầu với Ngô Bình, tay áo vung lên, Thuần Vu Uy và viên quản gia biến mất. Ngô Bình cất cung xạ nhật, ngồi xuống tiếp tục uống trà như không xảy ra chuyện gì. Trong phủ Thuần Vu, Thuần Vu Uy đang quỳ trên đất, quản gia thì không có tư cách để quỳ trong điện nên chỉ có thể quỳ bên ngoài. Cha, Thuần Vu Uy cúi đầu, không dám nhìn Thuần Vu cự tử. Thuần Vu cự tử, trước đây Kim Đô chỉ là một thành trì nhỏ, sau này mới dần phát triển thành Kim Đô hiện tại, mà các con cũng đã có công lao. Nhưng Kim Đô không phải của họ Thuần Vu, ta mà chết, Kim Đô sẽ xuống dốc, bị dị tộc chiếm đóng hoặc chúa tể khác chấn giữ. Thuần Vu Uy nắm chặt tay, cha sẽ không chết. Thuần Vu cự tử thở dài một tiếng, nếu không có đan dược của Ngô công tử, tuổi thọ của ta chỉ còn không tới 300 năm. Đến lúc đó, con cảm thấy mình có thể giữ được Kim Đô không, còn có thể để Kim Đô thuộc về nhà Thuần Vu không? Thuần Vu Uy vô cùng khiếp sợ, ý cha là đan dược Ngô Bình có thể tăng tuổi thọ. Thuần Vu cự tử, Uy Nhi, Ngô công tử tương lai sáng lạn, không chỉ có tài năng luyện đan chẳng thua kém Dược lão. Thành tựu tương lai chắc chắn sẽ vượt qua cha. Con đúng tới hắn, Trần Hoài Long và Lý Thần Đồ sẽ không đồng ý. Thuần Vu Uy hoảng sợ, vượt qua cha. Nói vậy là hắn có cơ hội trở thành thánh hoàng. Thuần Vu cự tử không giải thích thêm, may mà con chưa làm quá tuyệt tình, con tự nghĩ cách đền bù đi. Mấy ngày nữa đã bảo các khai trương, nên làm sao, chắc cha không cần dạy con ồ. Thuần Vu Uy gật đầu, vâng, con hiểu. Cùng ngày, Ngô Bình trở lại trong vườn thuốc để luyện chế một chút đan dược. Hai ngày sau, khi anh tới cửa hàng lần nữa, người thuê cửa hàng quả nhiên đã bị xử lý sạch sẽ. Ngô Bình và Triệu Vân Cơ vừa tới thì thanh toán toàn bộ tiền, đổi lại lấy được khế đất và khế nhà. Triệu Vân Cơ đã gọi phục vụ bên thần đan các tới, cùng ngày họ sửa sang bày trí, quét dọn lầu một, sau đó Ngô Bình tự mình canh giữ, coi từng tầng lắp thiết bị thế nào. Phú Kim Đô là thành trì phồn hoa, có một nhóm người chuyên lắp đặt thiết bị tại cửa hàng, Ngô Bình bỏ ra rất nhiều tiền để mời họ tới, lắp toàn bộ mọi thứ một lần, thiết bị không hề rẻ, dùng toàn vật liệu tốt và quý. Nhưng thiết bị lắp đặt cũng không ảnh hưởng tới việc khai trương lầu 1, mấy tầng sau từ từ hoàn thành cũng được. Ngày hôm sau, Ngô Bình đi học viện tìm Trần Hoài Long, nói chuyện mở đa bảo các, mời ông ấy tham gia 3 ngày khai trương. Hiện tại Trần Hoài Long đã coi Ngô Bình là bảo bối, nghe nói anh mở cửa hàng, tất nhiên cũng rất ủng hộ. Ông ấy không chỉ muốn đi mà còn dẫn theo tầng lớp quản lý của học viện đi cùng. Ngô Bình cười nói cảm ơn viện trưởng đã nể mặt. Viện trưởng, tiền bối Lý Thần Đồ có rảnh không? Trần Hoài Long, Lý Thần Đồ vừa đột phá hôm trước, hiện tại đang dùng thân phận chúa tể tọa trấn Đông Đô. Con có thể tự mình đi một chuyến, ta nghĩ ông ấy sẽ nể mặt con ồ. Ngô Bình, vâng, con sẽ đi ngay. Kim Đô và Đông Đô cách nhau khá xa, cũng may cả hai đều có trận pháp truyền tống, Ngô Bình mượn dùng truyền tống trận, nhanh chóng tới Đông Đô. Đông Đô không có chúa tể khá lâu rồi, may mà trước đó có mấy vị đại thánh trấn giữ mới giữ được quy mô hiện giờ. Nhưng không có chúa tể thì Đông Đô cũng không an toàn, mấy trăm năm qua, Đông Đô nhiều lần bị dị tộc công phá, mỗi lần đều là máu chảy thành sông, tổn thất nặng nề. Hiện nay, Lý Thần Đồ có thân phận chúa tể, từ đó về sau, dân chúng vui mừng, liên tục phóng pháo một ngày. Một đêm, nam nữ già trẻ đều lên đường, tiến hành đủ loại giải trí, Đông Đô chưa từng náo nhiệt như vậy, trong không khí tràn đầy sự mừng. Ngô Bình vừa bước vào Đông Đô là đã cảm giác được nơi này xưa cũ hơn Kim Đô. Trên thực tế cũng đúng như thế, Đông Đô tồn tại từ thời Thánh Hoàng, khi đó nó lớn hơn hiện tại nhiều, vô cùng hưng thịnh. Sau đó từng có hai vị chúa tể chấn giữ, một người chết già, còn lại chết trận, sau đó Đông Đô nghênh đón khoảng thời gian khốn khó. Ngô Bình nhanh chóng tới trước phủ chúa tể, cao giọng gọi, Lý tiền bối,
vân bối Ngô Bình cầu kiến. Từ sau khi Lý Thần Đồ trở thành chúa tể, mỗi ngày có không ít người tới thăm viếng, ông ấy cho người đuổi từ cửa. Khi nghe thấy Ngô Bình gọi thì tự mình ra đón. Lý Thần Đồ vẫn dáng vẻ cũ, bên hông đeo đao mổ heo, chỉ đổi quần áo và râu ria. Nhóc con, sao cậu lại tới đây? Lý Thần Đồ mới Ngô Bình vào cửa, kéo anh đi vào trong. Sau lưng Lý Thần Đồ là một đám tùy tùng, trong đó có đại thánh, cũng có thánh nhân và vài vị cổ thánh. Họ thấy Lý Thần Đồ khách sáo với một thanh niên như vậy thì trong lòng nhủ thầm không biết lai lịch đối phương ra sao. Là hậu duệ của Thánh Hoàng à? Ngô Bình bị mời tới một phòng khách, người hầu bưng nước trà tới. Nói là người hầu nhưng đã là cao thủ cửu biến. Ngô Bình nhấp ngụm trà rồi mới nói, tiền bối, mấy ngày nữa Đa Bảo Các sẽ khai trương, muốn mời người tới ủng hộ một chút. Người hầu châm trà cho Ngô Bình ngẩn ra, mở tiệm mà tìm chúa tể tới ủng hộ, chúa tể có chịu đồng ý không? Nhưng điều làm hắn giật mình là Lý Thần Đồ lại đồng ý vui cậu luyện đan giỏi như vậy thì đúng lên nên mở tiệm, tới lúc đó ta sẽ tới. Ngô Bình, một khoảng thời gian nữa ta sẽ mở chi nhánh ở Đông Đô. Lý Thần Đồ, Đa Bảo Các của cậu bán cái gì? Cái gì cũng có, pháp khó, dược liệu, đan dược, chỉ cần là người tu hành cần thì Đa Bảo Các đều bán, Ngô Bình nói. Lý Thần Đồ, cửa hàng như thế thì không thiếu ở Đông Đô. Ngô Bình, thứ Đa Bảo Các bán thì không chắc, người khác sẽ có hoặc sẽ tốt hơn đồ của người khác. Trong lúc nói chuyện, anh lấy ra một cây đại la kim sâm, ví dụ như cây tiên dược hỗn độn, những tiệm khác chắc chắn không có. Lý Thần Đồ mở to hai mắt, ông ấy cầm dược liệu lên quan sát rồi ngỡ ngàng, đây là dược liệu cấp 20 mấy à? Ngô Bình gật đầu, linh dược cấp 24. Lý Thần Đồ cười nói, nếu Đa Bảo Các có những thứ như này làm đồ trấn tiệm thì tất nhiên là việc làm ăn sẽ không tệ, không phải cậu định mở chỉ nhánh à? Dù sao, mọi người cũng tới rồi, chọn đại một chỗ đi, ta cho người dọn dẹp giúp. Cuối cùng, Quách Tử Kiếm đã giúp Ngô Bình chọn một cửa hàng có 9 tầng. Diện tích so với cửa hàng ở Kim Đô còn lớn hơn một nửa. Ngô Đan Sư, trước khi sư phụ ta tọa trấn tại Đông Đô, giá trị của cửa hàng này chỉ bằng 1/10 bây giờ. Thế nhưng ngài cũng không cần lo lắng, qua mấy năm nữa, giá trị cửa hàng này chắc chắn sẽ còn tăng lên. Ngô Bình gật gật đầu, nhân tâm tư định, từ đây về sau Đông Đô có chúa tể tọa trấn, mọi người không cần phải xa rời quê hương, không sợ bị dị tộc xâm lấn. Quách Tử Kiếm nhìn về phía hướng Đông. Nói, cho dù có sư phụ tọa trấn, Đông Đô vẫn sẽ gặp phải kẻ thù mạnh. Cách phía đông 10 vạn 5.000 dặm là tộc người khổng lồ. Tộc người khổng lồ trời sinh thân thể mạnh mẽ, trẻ con 3 tuổi của tộc bọn họ đều có thể dễ dàng đánh chết người trưởng thành bình thường của nhân tộc. Bên phía tộc người khổng lồ cũng có một vị cường giả chúa tể, cho nên chỉnh thể lực lượng của bọn họ mạnh hơn rất nhiều so với Đông Đô. Ngô Bình, nói như vậy, tộc người khổng lồ có khả năng xâm lấn Đông Đô bất cứ lúc nào. Quách Tử Kiếm, khoảng 100 năm một lần, tộc. Người khổng lồ sẽ tấn công Đông Đô, mỗi lần đều sẽ cướp đi một lượng lớn tài nguyên và nô lệ. Bây giờ đã 101 năm kể từ lần cuối cùng tộc người khổng lồ công thành. Ngô Bình nghĩ đến cấm kỵ chỉ binh của mình, anh nói, ở Đông Đô bên này có bao nhiêu quân? Quách Tử Kiếm, bởi vì trước đưa chưa có chúa tể tọa trấn, nên tư binh của Đông Đô tương đối nhiều, nhưng gần đây bị sư phụ hợp nhất, tổng cộng có khoảng 30 vạn. Hơn nữa, nhập vào cả những quân ở gần đó, thì trước mắt có khoảng 80 vạn người. Ngô Bình hỏi ông ấy, ở chỗ chúng ta bên này có đạo quân chiến trận không? Quách Tử Kiếm, chiến trận thì đúng là có, bình thường cũng huấn luyện. Chỉ là không có đạo binh, giống bên Thánh Cổ Đại Lục huấn luyện thánh binh. Ngô Bình nhớ đến lần tộc thổ hỏa tấn công thành Mộng Hoa, tuy rằng cũng dùng chiến trận, nhưng uy lực của trận pháp quá kém. Cũng cùng là một nhóm người. Nếu anh dùng bát quái sát trận, uy lực của nó có thể tăng lên gấp 10 lần. Anh lập tức ngừng chuyện đi xem cửa hàng, nói chúng ta đi gặp chúa tể. Quách Tử Kiếm, sư phụ chắc hẳn là đi giáo trường luyện binh, chúng ta đi thẳng đến giáo trường đi. Ngoại thành phía đông của Đông Đô, có một khoảng đất trống, là giáo trường, lúc này đang có mấy chục vạn đại quân đang ở đây tiếp thu huấn luyện, Lý Thần Đồ cũng ở đây, ông ấy ngồi ở trên đài cao, đôi mắt nhìn ra các nơi luyện binh. Bỗng nhiên, nhìn thấy Ngô Bình và Quách Tử Kiếm đứng ở trước mặt, ông ấy cười hỏi, sao hai người lại đến đây? Đã tìm được cửa hàng chưa? Ngô Bình tiến lên vài bước, nói tiền bối, ở chỗ của ta có một phương pháp huấn luyện cấm kỵ chi binh,
còn có một cái bát quái sát trận bẩm sinh. Nếu có thể huấn luyện một nhóm cao thủ kết thành sát trận, thì uy lực sẽ vô cùng lợi hại. Lý Thần Đô thân là chúa tể, biết được rất nhiều về trận pháp, ông ấy cười hỏi, a, cậu nói cấm kỵ chi binh và thánh binh bọn ta thường dùng có cái gì khác nhau? Trong cơ thể của ta trấn áp một cấm kỵ ký sinh, dựa vào năng lực của nó, có thể nhanh chóng tổ kiến một cấm kỵ đại quân, tạo thành cấm kỵ sát trận. Ngoài ra, ta còn có một sát trận. Hai mắt Lý Thần Đồ sáng lên, được, cho ta xem bát quái sát trận của cậu trước đi. Ngô Bình lập tức chọn ra 3.000 tu sĩ cửu biến cảnh từ trong mấy chục vạn đại quân. Chỉnh thể lực lượng của số tu sĩ này, tương đương với hậu kỳ thân thông cảnh hoặc là đầu đạo cảnh. Sau đó, anh mượn cấm kỵ ký sinh, rất nhanh đã chỉnh hợp sức mạnh của mọi người, sau đó lấy cung xạ nhật ở trung tâm, khởi động bát quái sát trận. Lúc này, phía trên đỉnh đầu của 3.000 cấm kỵ chi binh, xuất hiện một cái bàn bát quái thật lớn, Ngô Bình ngồi ở trung tâm bát quái, tay cầm cung xạ nhật, phóng ra sát khí kinh thiên. Lý Thần Đồ lập tức bay đến đối diện của bát quái bàn, cao giọng nói, Ngô công tử, tấn công ta đi. Ông ấy muốn thử một lần xem, cấm kỵ sát trận của Ngô Bình rốt cuộc mạnh đến như thế nào. Ngô Bình biết rõ thực lực của chúa tể, lập tức không hề kiêng dè, điều động sức mạnh của 3.000 người, mượn uy năng của cung xạ nhật, thi triển cửu kiếm trọng sơn. Lúc trước, anh chỉ dùng sức lực của bản thân, là có thể dùng chiêu này chém giết cường giả của đầu hổ tộc. Bây giờ, mượn sức 3.000 cấm kỵ chỉ binh và cung xạ nhật hình thành sát trận, uy lực một kích này của Ngô Bình tăng lên không chỉ trăm lần. Âm ầm, một đường kiếm quang huy hoàng chém đến, kiếm quang thay đổi thất thường, nghịch chuyển thời gian, vặn vẹo không gian, lại mang theo nguyền rủa và tỏa định vân vân, rất nhiều sức mạnh đáng sợ. Đối mặt với một kích này, Lý Thần Đồ hơi biến sắc, hai tay chắp lại, hai bàn tay vàng kim to lớn xuất hiện, đỡ lấy một kiếm này của Ngô Bình. Rầm, một tiếng vang lớn, bàn tay của Lý Thần Đồ chấn động kịch liệt, cơ thể ông ấy cũng lui về sau một bước. Nhưng mà, kiếm quang kia ở trong tay ông ấy vẫn bất khuất như cũ, không ngừng biến ảo. Hay, Lý Thần Đồ lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, sau đó buông ra kiếm quang. Kiếm quang lập tức quay trở về, sau đó Ngô Bình giải tán cấm kỵ chỉ binh. Anh hỏi, tiền bối, bát quái sát trận này của ta có uy lực như thế nào? Lý Thần Đồ cười nói, uy lực chắc tuyệt, chỉ là tu vi của cậu còn thấp, không thể phát ra được uy lực mạnh nhất mà nó cớ. Ngô Bình, ta có thể giao cấm kỵ ký sinh cho tiền bối có nó rồi, thì có thể luyện hóa cấm kỵ chỉ binh bất cứ lúc nào. Lý Thần Đồ cảm thấy bất ngờ, tặng cấm kỵ ký sinh cho ta sao? Cậu phải biết là nó chính là thứ đồ vật vô cùng chân quý khó có được. Ngô Bình nói, chỉ cần có thể tiêu diệt được người khổng lồ, bảo hộ Đông Đô, kẻ hèn này hy sinh cấm kỵ ký sinh thì có là gì? Lý Thần Đồ cười gật đầu, được, bây giờ ta sẽ đi học bát quái sát trận của cậu. Ta nhận được thông tin rằng tộc người khổng lồ liên hợp với tộc Xích Long để tấn công Đông Đô trong tháng này. Có sát trận này, phần thẳng của Đông Đô có thể nâng cao hơn được một chút. Ngô Bình kinh ngạc, tộc Xích Long, là dị tộc như thế nào? Lý Thần Đồ, tộc Xích Long có làn da màu đỏ, thân hình cao lớn, trong đó người có tu vi cao thâm có thể tu được long thân, thức tỉnh huyết mạch Xích Long. Trước đó tộc Xích Long vô cùng lợi hại, nhưng sau này thủ lĩnh của bọn họ bị chúa tể Đông Đô giết chết, từ đó thực lực tuột dốc không phanh. Lần này tộc Xích Long liên hợp với tộc người khổng lồ, hẳn là hướng đến ta. Năm đó, ta đã giết không ít cao thủ của tộc Xích Long. Bọn họ muốn báo thù. Ngô Bình nheo mắt lại, nói tiền bối, khi dị tộc đến tấn công, ta nguyện ý đóng giữ Đông Đô, cùng chém giết địch xâm lăng với tiền bối. Lý Thần Đô cười ha ha, Ngô công tử, cậu không cần phải lo lắng. Ta đã thông báo cho không ít lão hữu, bọn họ đều sẽ đến trợ trận. Lại nói thêm, còn có sát trận và cấm kỵ chi binh của cậu, ta nhất định có thể giết lui bọn họ. Nhìn trận sấm sét khủng bố này, tướng sĩ xung quanh đều trợn tròn mắt. Bọn họ có thể chắc chắn rằng sấm sét như thế có thể đánh chết bọn họ. Sau đó Ngô Bình lại phóng ra một lá hỏa long phù, lập tức có hai con hỏa long xuất hiện, một đỏ một tím, chúng nó bay lơ lửng trên không trung, liên tục phun ra những quả cầu lửa xuống dưới đất. Cầu lửa vừa rơi xuống đất đã nổ tung ngay lập tức, lực sát thương cũng đáng sợ không kém. Lý Thần Đồ lập tức hỏi, Ngô công tử, lôi kích phù và hỏa long phù này giá có cao không? Ngô Bình hỏi, tiền bối, phù chú tương tự thế này ở Thánh Cổ Đại Lục bán với giá bao nhiêu?
Lý Thần Đồ, hình như khoảng cỡ mấy chục triệu thánh thù. Ngô Bình gật đầu, vậy thì 10 triệu thánh thù một cái, tiền bối muốn bao nhiêu ta có thể đưa bấy nhiêu. Hai mắt Lý Thần Đồ sáng lên, nói, nếu lần này chúng ta có thể đánh bại được đại quân của tộc người khổng lồ và tộc Xích Long, thì chúng ta có thể phản công, chiếm được hang ổ của tộc Xích Long. Đến lúc đó, tiền không là vấn đề. Như vậy đi, chuẩn bị trước cho ta 50.000 lôi kích phù, 50.000 hỏa long phù. Ngô Bình, tiền bối, chấn hồn phù và độc hỏa phù cũng không tồi, lấy mỗi cái số lượng 50.000 luôn không? Bốn loại phù, mỗi cái 50.000, cộng lại là 200.000, tổng giá trị là 2.000 tỷ thánh thù. Lý Thần Đồ hắng giọng, nói tiểu Ngô à, có thể thiếu được không? Chờ sau khi đánh xong trận này, ta sẽ mang tiền đến trả cho cậu. Hiện tại ông ấy vừa mới trở thành chúa tể Đông Đô, còn chưa thu tiền thuế, cho nên thật sự không có bao nhiêu tiền để đưa cho Ngô Bình. Ngô Bình cười nói, tiền bối, người đang nói gì thế, đồ thì cứ dùng trước, khi nào có tiền rồi thì có thể đưa. Lý Thần Đồ vô cùng vui vẻ, cười to ha ha, được. Có 200.000 đạo phù này, ta sẽ dạy cho tộc người khổng lồ và tộc Xích Long một bài học, để bọn họ có đi mà không có về. Chuyện chọn lựa cửa hàng được Ngô Bình tạm gác sang một bên, anh chuẩn bị trở về tiên giới một chuyến, đi đến tiên khố mua một ít đạo phù. Trong tay của anh, còn hơn 10 tỷ kho phiếu, cũng đủ để dùng. Nhờ sự giúp đỡ của Thánh Môn, rất nhanh anh đã trở về tiên giới, bắt đầu mua một lượng lớn lôi kích phù, hỏa long phù vân vân. Loại đạo phù này có giá không cao, mười mấy 20 kho phiếu giá trị 1.000 là có thể mua được một cái. Cuối cùng, Ngô Bình mua 100.000 chấn hồn phù, 100.000 hỏa long phù, 100.000 độc hỏa phù, 100.000 lôi kích phù, nhưng cũng chỉ tốn mấy triệu kho phiếu. Sau đó, anh lại mua 1 triệu đạo phi kiếm phù. Phi kiếm phù này, có thể sử dụng tối đa được 10 lần, uy lực của nó tương đương với kiếm quang mà cao thủ đạo. Cảnh ở hậu kỳ đánh ra. Thế nhưng, giá trị của phi kiếm phù tương đối cao, 1 triệu đạo phi kiếm phù tốn hết 600 triệu kho phiếu của anh. Ngoại trừ bùa chú ra, còn có pháp khí. Trong tiên khố, còn có một lượng lớn pháp khí đạo cảnh, đao, thương, kiếm, kích cái gì cần cũng có cả, giá cả cũng không cao lắm. Cuối cùng, anh chọn ra 100.000 món pháp khí, lại tốn thêm 1 tỷ 300 triệu kho phiếu. Cuối cùng, Ngô Bình lại mua thêm 50.000 con rối chiến tranh. Những con rối chiến tranh này, thân cao vài chục trượng, ba đầu sáu tay, tay cầm hai thanh trường đao, hai thanh trường kiếm. Hai cái lang nha bổng, là vũ khí sắc bén để xông vào chiến đấu. Giá cả của con rối chiến tranh tương đối cao, một con có giá cũng phải 100.000 kho phiếu, tương đương với 480 tỷ đại đạo tệ. 50.000 con rối chiến tranh, tốn hết của ông ấy 5 tỷ kho phiếu. Cuối cùng, Ngô Bình lại mua thêm 10.000 tiên đạo đại pháo. Tiên đạo đại pháo đều có tiên đạo sát trận, chỉ cầm bỏ thánh thù hoặc đại đạo tệ vào là có thể bắn ra lửa đạn có sức sát thương cực lớn. Đương nhiên, tiên đạo đại pháo vô cùng quý, mỗi cái tiên đạo đại pháo có giá 500.000 kho phiếu, 10.000 cái có giá 5 tỷ. Lần mua sắm này, Ngô Bình đã tiêu gần hết số kho phiếu trong tay rồi mới quay về Đông Đô. Vừa mới trở về, anh đã cho Lý Thần Đồ xem những con rối chiến tranh. Trải qua một phen đánh giá, Lý Thần Đồ cho rằng sức chiến đấu của con rối chiến tranh khoảng giữa thánh nhân và đại thánh. Thế nhưng, con rối chiến tranh không biết mệt. Lại có khả năng phòng ngự kinh người, cho nên sức chiến đấu của nó càng có thể kéo dài. Thấy được uy lực của con rối chiến tranh, hai mắt Lý Thần Đồ sáng lên, ông ấy hỏi, Ngô công tử, loại con rối chiến tranh này, cậu có bao nhiêu? Còn xem tiền bối cân bao? Giá cả thế nào? Ngô Bình, 100 tỷ thánh thù một con. Ngô Bình đã tính thử, với sức mua của thánh thù thì gấp khoảng 50 lần đại đạo tệ. Một con rối chiến tranh có giá khoảng cỡ 500 tỷ đại đạo tệ, cũng tức là có giá 10 tỷ thánh thù. Hiện tại cậu ra giá 100 tỷ cũng không tính là cao, dẫu sao đồ vật trong tiên khố rẻ hơn so với bên ngoài nhiều. Lý Thần Đồ đi đi lại lại tại chỗ mấy bước, cắn răng nói, cho ta 1.000 con. Thế nhưng hiện giờ lại không có tiền, cho nên số tiền này đành nợ trước. 1.000 con chính là 100 tỷ thánh thù, nhiều tiền như thế, Lý Thần Đồ cần phải suy nghĩ kỹ. Ngô Bình cũng không lo lắng về chuyện này, anh hỏi, tiền bối, địa bàn của tộc Xích Long lớn cỡ nào? Hiện tại anh cung cấp vũ khí cho Lý Thần Đồ, giống như một khoản đầu tư, cho nên anh vô cùng quan tâm đến tình huống của tộc Xích Long. Lý Thần Đồ nói,
địa bàn của tộc Xích Long ở hướng đông bắc, lãnh thổ của bọn họ dài 84.000 dặm, từ nam xuống bắc rộng 67.000 dặm. Trong lãnh thổ của tộc Xích Long có rất nhiều hoàng long tỉnh, xích long quả, kim cương mộc, ngũ hành, thần thủy, mỗi một thứ đều cực kỳ quý hiếm. Như hoàng long tỉnh, có thể phóng ra sức mạnh hoàng long, thần tộc có nhu cầu sở hữu thứ này vô cùng cao. Trên thị trường, một miếng hoàng long tỉnh có giá cũng phải mấy triệu thánh thù, có phẩm chất cao thì có giá mấy chục triệu thánh thù. Hay như xích kinh quả, đó là một thứ mà sau khi ăn xong là có thể có được sức mạnh của huyết mạch xích long, tộc xích long được ra đời như thế. Một quả xích long quả cũng có thể bán được ít nhất một triệu thánh thù. Hai mắt của Ngô Bình sáng lên, nói tiền bối. Ta có thể không cần tiền, có thể cho đại quân Đông Đô vũ khí và bùa chú, con rối chiên tranh, tiên đạo đại pháo không giới hạn. Lý Thần Đồ nhìn Ngô Bình, ông ấy đã sống mấy ngàn năm, đã sớm thành tinh, cười hỏi, vậy cậu muốn cái gì? Ngô Bình, ta muốn lãnh thổ của tộc Xích Long, quyền sở hữu tài nguyên, khai thác và kinh doanh, hạn 10 năm. Trong vòng 10 năm, tài nguyên khai thác đều thuộc về ta, tài nguyên mậu dịch cũng do ta quản lý. Lý Thần Đồ trầm mặc. Ông ấy biết rõ giá trị của quyền khai thác và kinh doanh nơi này trong 10 năm, hỏi. Trước đây anh đã mua rất nhiều món từ tiên khố và cửa hàng công đức, bây giờ toàn bộ những thứ đó được bày biện ở tầng 1 và tầng 2, triển làm cho tân khách xem. Lý Thái Nhất, Lý Giật, Lý Dược Sư, Lý Tinh Kiếm đều bị gọi đến giúp đỡ, tạm thời đảm nhận vai trò phục vụ. Trước khi khai trương, Chúa Tể Thuần Vu Cự Tử đã phái người đưa đến một cái biển hiệu do đích thân ông ta biết. Trên đó viết ba chữ màu vàng lớn trên nền đỏ đa bảo các, bên cạnh đó còn có chữ ký nhỏ của ông ta và con dấu. Rất nhanh, trước cửa đã vang lên tiếng chiêng trống, pháo rung trời, viện trưởng Trần Hoài Long đưa thêm một nhóm đại nhân vật đến chúc mừng, Dược Lão cũng ở trong số đó. Sau đó còn có một số cổ thánh và đại thánh mà Ngô Bình kết bạn được ở buổi mừng thọ của Chúa Tể. Sau đó Lý Thần Đồ cũng đến, hắn cũng đưa theo không ít bằng hữu, có hơn 10 vị cổ thánh. 7-8 vị đại thánh. Người đến cuối cùng chính là Thuần Vu Cự Tử, ông ta đưa con trai Thuần Vu Huy đi đến chúc mừng, cũng chuẩn bị một phần quà hậu hĩnh. Có rất nhiều người đến xem náo nhiệt, Tam Đại Chúa Tể cũng đích thân đến, đây chính là sự việc rầm rộ chưa từng có, tất cả những người có uy tín đều đến nơi này cả, toàn bộ phố đều bị vây chật như nêm. Có một số người, rõ ràng là không có giao tình gì với Ngô Bình nhưng vẫn đi chúc mừng, đưa một ít lễ vật. Trong mắt bọn họ, hôm nay nếu có thể dạo ở Đa Bảo Các một vòng thì cũng là vinh quang lớn lao. Dẫu sao, nơi này có đến ba vị chúa tể. Ba người Trần Hoài Long, Thuần Vu Cự Tử, Lý Thần Đồ đi đến tầng 1 tham quan, ở tầng 1 đều bài trí một số dược liệu chân quý, đan dược. Thậm chí Ngô Bình còn đặt u hoàng kính ở trên quầy triển lãm. Nhóm chúa tể đều rất bận, nói mấy câu, đi vòng quanh lầu dưới rồi lần lượt cáo từ, nhóm đại thánh và cổ thánh bị hấp dẫn. Có người trả tiền ngay tại chỗ để mua đồ. Bởi vì người ta là khách, cộng thêm hôm nay là ngày khai trương đầu tiên, nên Ngô Bình lấy giá theo giá gốc. Phương Lập cũng có mặt ở đây, gần đây hắn vẫn luôn ở chỗ Tam Thánh Môn, biết Ngô Bình đã khai trương Đa Bảo Cát, lập tức dừng việc đang làm, đưa theo mấy người thân tín đến đây hỗ trợ. Tin tức Đa Bảo Cát mời ba vị chúa tể đã truyền đi khắp Kim Đô, thậm chí là còn xa hơn, càng ngày càng có nhiều người chạy đến Đa Bảo Cát, có rất nhiều người thậm chí còn thông qua truyền tống trận mà đến. Ngô Bình tự mình phụ trách Đa Bảo Các, bất cứ thứ gì bán hết, anh đều sẽ bổ sung kịp thời. Buổi chiều, lầu 3 cũng đã trang hoàng gần xong, Ngô Bình lập tức bày hàng hóa lên tầng 3, chính thử mở cửa cho quần chúng tham quan. Bởi vì đồ của anh, đều là thương phẩm quý hiếm, như linh dược cấp 20, đan dược cấp 20, pháp khí cấp chúa tể, lấy đại một món ra cũng có thể khiến cho người ta phải khiếp sợ. Đến khi trời tối, Triệu Vân Cơ tính thử, doanh số bán hàng của Đa Bảo Các đã đạt hơn 750 tỷ thánh thù trong một ngày. Buổi tối, Đa Bảo Các đóng cửa, Ngô Bình sai người gọi hai bàn rượu và đồ ăn để chiêu đãi mọi người. Vân Cơ, Lão Phương, Đa Bảo Các ở Kim Đô bên này đành nhờ hai người trông giúp. Ngày mai tôi đi Đông Đô, chuẩn bị mở thêm một chi nhánh ở bên kia. Lý Dật ba, con đi chung giúp ba. Ngô Bình, tạm thời thì không cần. Mấy đứa tu luyện cho tốt đi, khi nào đạt đến cửu biến cảnh, khi nào mới có thể rời khỏi thư viện. Phương Lập, chủ nhân, sao lại đi Đông Đô gấp như thế? Ngô Bình, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì, tộc người khổng lồ và tộc Xích Long sắp tấn công Đông Đô.
Đông Đô sẽ dùng toàn lực phản công, tiêu diệt tộc Xích Long. Đến lúc đó, tôi sẽ chiếm lấy lãnh thổ và tài nguyên mà tộc Xích Long sở hữu. Phương Lập vô cùng ngạc nhiên, tài nguyên bọn họ sở hữu. Theo tôi biết về tộc Xích Long, thì đó chính là một đại tộc, có lãnh thổ rất lớn, hơn nữa bên trong lãnh thổ còn có rất nhiều tài nguyên quý hiếm. Ngô Bình, tôi đánh cược lần này có thể tiêu diệt tộc Xích Long. Hai mắt Phương Lập sáng lên, nói chủ nhân, lần này nếu thành đại sự, tài nguyên bên trong tộc Xích Long sẽ mang đến tiền lời ít nhất cũng phải gấp 100 lần số tiền đầu tư ban đầu. Ngô Bình, lão Phương, nếu chuyện này thành công, tôi còn cần ông tìm một người thay tôi làm việc. Đại quân Đông Đô nếu có thể chiếm được địa bàn của tộc Xích Long, Ngô Bình cần có nhân thủ khống chế tài nguyên địa phương ngay lập tức, chuyện này yêu cầu một lượng lớn nhân thủ. Phương Lập đạo, chủ nhân yên tâm, đến lúc đó Tam Thánh Tông đều sẽ phục vụ ngài. Ngô Bình gật đầu, được, bây giờ ông chuẩn bị đi, chọn lựa một nhóm người đáng tin cậy. Một đêm không nói chuyện. Buổi sáng hôm sau, Ngô Bình đã ở lại Đa Bảo Các để bổ sung vật tư, buổi chiều lập tức đi đến Đông Đô, mua cửa hàng mà mình đã chọn lúc trước, Lý Thần Đồ bảo Quách Tử Kiếm tìm người giúp trang hoàng. Thời gian tiếp theo, thỉnh thoảng Ngô Bình sẽ đến quản lý Đa Bảo Các, còn phần lớn thời gian đều sẽ tu luyện ở chỗ phủ chúa tể. Phân thân vừa cử động, Ngô Bình lại dẫn càng nhiều pháp lực vào trong gân cốt. Quá trình này diễn ra khá giống với lúc pháp thân vừa di chuyển, chỉ khác mỗi việc đau đớn hơn thôi. Và lại, chuyện này có nguy cơ sẽ làm xương vỡ vụn và cơ bắp cũng hòa tan, cũng may thể chất của anh khỏe mạnh nên mấy chuyện đó không xảy ra. Khoảng 2 canh giờ sau, mỗi một tế bào trong da thịt và gân cốt của Ngô Bình đã ngưng tụ ra một pháp cầu, chứng minh anh đã hoàn thành pháp thân nhị chuyển rồi. Tiếp theo đây là pháp thân tam chuyển. Pháp thân tam chuyển là quá trình phải dùng pháp lực luyện với nội tạng và máu, nên chắc chắn giai đoạn này sẽ càng thêm gian nan hơn. Ngô Bình mất 5 canh giờ mới hoàn thành pháp thân, tam chuyển, cũng may mọi thứ đều khá thuận lợi. Anh muốn tiếp tục luyện pháp thân tứ chuyển, lại nghe tiếng kèn vang lên. Anh lập tức đi đến cửa chính phía đông của Đông Đô, đập vào mắt anh là Lý Thần Đồ đã dẫn theo một đám người đứng trên đầu thành nhìn về hướng đông từ lâu. Ở hướng đông, một trận bùi mịt mù cuồn cuộn trỗi dậy cách đó hơn vài trăm dặm, đại quân dị tộc đang đến gần cửa đông này. Lý Thần Đồ thấy Ngô Bình đến lập tức giải thích, cuối cùng bọn chúng đến rồi đấy. Thám báo đến đây báo cáo lại rằng tộc Xích Long đã điều động 150 vạn đại quân, người khổng lồ tộc điều động 50 vạn đại quân đến. Ngô Bình, thưa tiền bối, ta nguyện kề vai sát cánh cùng mọi người chiến đấu. Lý Thần Đồ gật gật đầu, tốt, cậu đã khá quen thuộc với mấy vũ khí kia rồi nên chuyện này giao cho ngươi sắp xếp. Ngô Bình lập tức sai người kéo 5.000 tiên đạo đại pháo đặt ở trước cửa, trên tường thành. Tường thành có Đông Đô đã rất lâu đời, nơi này có 4 tầng pháo, mỗi cái pháo đều có thể đặt vào một cửa tiên đạo đại pháp. Những tiên đạo đại pháo này đều có thể sử dụng tiền đại đạo hoặc thánh thù để châm ngòi, mỗi phút có thể bắn một pháo. Bên cạnh mỗi một cửa đại pháp có 5 người phụ trách, mỗi người đều có một pháp khí và 20 sát phù do Ngô Bình phát cho. Ngay lúc Ngô Bác chuẩn bị xong, Lý Thần Đồ cũng bay lên trời. Sau lưng ông ấy có mấy chục vạn đại thánh, cổ thánh, thánh nhân, hiền giả. Cửu biến cường giả tạo thành một đại quân, kết thành bát quái sát trận. Lý Thần Đồ mượn ký sinh cấm kỳ của Ngô Bình, lập tức liên kết nhóm người thành một. Dưới chân của ông ấy xuất hiện một cái bàn bát quái khổng lồ, vầng sáng tỏa ra vạn trượng. Cùng lúc đó, trong tay Lý Thần Đồ xuất hiện thêm một thanh bảo kiếm, kiếm này là bảo kiếm do Thánh Hoàng tặng cho ông ấy. Nó có tên là Trảm Thần. Tốc độ của đại quân kẻ địch xâm chiếm rất nhanh, chẳng bao lâu đại quân 50 vạn người khổng lồ tộc đã dẫn đến dưới thành. Ngô Bình nhìn thấy những người khổng lồ này đều cao hơn 10 mét, tất cả đều cầm vũ khí hạng nặng. Và lại, chúng còn khoác bộ giáp nặng, trông giống như một dòng lũ bằng sắt ào đến. Thêm vào đó người khổng lồ tộc cũng đã chiến thuật của mình, hơi thở của họ hợp làm một, ngưng tụ thành một cái khiên màu bạc cực to trước mặt. Trên cái khiên đó lại bốc lên ngọn lửa màu trắng bạc. Trong người khổng lồ tộc có một người cao hơn 20 mét, hắn ta đang khiêng một thanh đao dài, cười to khà khà, nói cuối cùng Lý Thần Đồ nhà ngươi cũng lên được chức chúa tể rồi. Hôm nay, Ngô muốn xem ngươi có thể thủ được Đông Đô không? Lý Thần Đồ cũng quen mặt với kẻ kia, ông ấy gắn giọng nói, Cổ Thiên Binh, nếu ngươi không muốn tộc người khổng lồ bị diệt sạch thì lui về ngay, ta có thể xem mọi chuyện chưa có gì xảy ra. Cổ Thiên Bình bật cười to ha hả, chế nhạo, Lý Thần Đồ à,
lần này ta đến đây còn cầm theo Oanh Thiên Nhận Đao đấy. Năm đó, nó chém chết chúa tể nhân tộc các ngươi, làm thương đến cả thánh hoàng nhân tộc kia kìa. Không biết người đỡ được bao nhiêu nhát của Oanh Thiên Nhận Đạo nhỉ? Lý Thần Đồ lạnh lùng nói, nếu ngươi đã muốn chết đến thế, thì đến đây. Ầm ầm. Ngay lập tức đại quân mấy chục vạn núp sau lưng ông ấy xuất hiện, ông ấy thúc giục bát quái sát trận, vô số sát ý nhanh chóng hội tụ vào trên trảm thần kiếm mà ông ấy đang cầm. Trường kiếm của ông ấy vừa vung lên, một đường sáng chói mắt sắc bén như một ngọn núi vững chãi chém mạnh về đoàn binh người khổng lồ. Cổ Thiên Binh thấy thế cũng lập tức sử dụng trường đao đang cầm, nhưng chưa mượn sức mạnh của 50 vạn người khổng lồ. Hắn ta chỉ dùng sức mạnh của bản thân và sức mạnh chất chứa trong Oanh Thiên Nhận Đao để đánh lại. Cùng lúc đó, một đường sáng từ nhát chém của đao cũng nhằm vào giữa không trung đánh mạnh vào nhát chém của Ngô Bình. Răng rắc, không trung vỡ vụn tạo thành một cái hang đen ngòm, nhát đao kia đang cọ sát bắn ra tia lửa ngày càng lùi lại và yếu đi, ngược lại nhát chém kia càng có uy lực tiếp tục chém thẳng vào tấm khiên màu bạc bên dưới. Trong một tiếng vang lên, tấm khiên màu bạc kia bị chém dập nát, mấy chục vạn người khổng lồ tộc cũng theo đó mà chết hơn một nửa. Ngô Bình thấy cơ hội đã đến, lập tức gào lên, tất cả đại pháo nhắm chuẩn vào khu vực màu hồng, chuẩn bị bắn. Lúc này, anh rút ra gương u hoàng, một ánh sáng màu hồng xuất hiện trong đám quân địch. Ánh sáng màu hồng này chiếu đến đâu, người khổng lồ tộc lập tức yếu ớt, độ phòng ngự cũng giảm đi. Ngay lập tức, 5.000 cửa đại pháo đồng loạt bắn ra, nhắm thẳng vào trong vòng tròn của ánh sáng màu hồng đang chiếu rọi. Những chỗ này người tộc khổng lồ đã yếu rồi. Hiện giờ bị 5.000 cửa đại pháo đổ ập đến lập tức máu thịt bay tung tóe, khóc thét từng trận. Sau khi bắn hết một vòng, hơn một vạn quân sĩ người khổng lồ bị ánh sáng màu hồng khoanh tròn đã chết hơn một nửa, còn tên nào không chết cũng bị thương nặng. Thoáng chốc, toàn bộ quân đội người khổng lồ rơi vào rối loạn, các quân sĩ đứng xung quanh gần khu vực ánh sáng màu hồng vội vàng né đi, sợ bản thân bị ai đó liên lụy mấy nả. Cổ Thiên Binh vừa ngạc nhiên vừa giận. Hắn ta không ngờ đao Oanh Thiên Nhận của mình không thể đỡ được tấn công của Lý Thần Đồ. Hắn ta tức giận gầm lên, tấn công lại lần nữa. Trong lúc để tiên đạo đại pháo nghỉ ngơi, Ngô Bình đã chuyển gương u hoàng đi, ánh sáng của kính rọi vào một khu vực khác của quân người khổng lồ. Quân đội trong vòng ánh sáng đó cũng yếu ớt đi, có một vài người khổng lồ không chịu nổi mà mềm cả chân ngã ngồi trên mặt đất. Hỏa long phù, bắn. Ngay tức thì một vạn đường lửa bay lên không trung. Hóa thành 2 vạn con rồng lửa, những con rồng lửa này tự bay uốn lượn trong không trung rồi nhắm vào khu vực có ánh sáng màu hồng rọi xuống mà phun ra quả cầu lửa thiêu cháy đám quân người khổng lồ thành đống thịt nhão. Còn bọn chúng chỉ có cách hoảng sợ, kêu rên thảm thiết liên hồi. Kích lôi phù, bắn. Ngô Bình lại ra lệnh, 10.000 kích lôi phù phát ra, mười mấy vạn đường sấm oanh tạc tạo thành một vòng tổn hại cho quân địch. Lúc này, một vạn quân người khổng lồ bị ánh sáng màu hồng bao phủ đã gần như cháy đen, còn lại vài người chưa chết cũng đã đánh mất sức chiến đấu. Ngay sau đó, Ngô Bình lại di chuyển gương u hoàng lần thứ 3, ánh sáng kính chuyển đến khu vực khác. Anh lại lạnh lùng nói, phi kiếm phù, bắn. Số lượng phi kiếm phù nhiều vô cỡ, họ không thiếu nên tướng sĩ thủ thành cũng là người cầm phi kiếm phù nhiều nhất. Ngô Bình vừa ra lệnh, lập tức 10 vạn đường sáng của kiếm phóng lên. Rồi chỉa thẳng mũi vào trong khu vực màu hồng lao đến. Độc hỏa phù, bắn. Theo sau đó, lại có một vạn đạo độc hỏa phù rớt xuống. Độc hỏa này chứa chất độc kịch tính nhất, nó chỉ cần thiêu trúng người nào, nạn nhân sẽ cảm thấy đau đớn vô cùng, ngay cả xương cốt cũng có thể bị thiêu thành tro. Qua 2 đợt tấn công, khu vực chứa người khổng lồ đã sớm bị đánh thành máu thịt chia lìa rải rác khắp nơi, tả tơi thảm thiết không thể nào chết thêm được nữa, ngay cả một kẻ sống cũng không có. Cổ Thiên Binh nhìn nhân tộc tấn công 3 đợt liên tục đã làm tổn thấy mấy vạn đại quân của tộc người khổng lồ, hắn ta vừa ngạc nhiên vừa giận dữ gầm lên, tộc Xích Long, chúng ta còn đang đợi cái gì? Bên kia, Cổ Thiên Binh cũng dốc toàn lực tấn công. Hắn bay lên trời, nắm đao bằng 2 tay rồi bổ mạnh xuống Lý Thần Đồ. Lý Thần Đồ nhờ bát quái sát trận mà sức mạnh tăng lên gấp bội. Thậm chí có thể thi triển rất nhiều chiêu trò ví dụ như là đánh rớt một phần sức mạnh của kẻ địch rồi mới tấn công lại. Lúc này, ông ấy chỉ vung trảm thần kiếm lên, Oanh Thiên Nhận Đao lập tức bay khỏi tay. Cổ Thiên Binh cũng la lên đau đớn vì gân tay đã bị nứt vỡ. Lý Thần Đồ không chần chừ, dứt khoát chém thêm một nhát nữa cắt đứt cánh tay của Cổ Thiên Binh. Cổ Thiên Binh hét lên vì đau đớn, rút.
Cổ Thiên Binh là thủ lĩnh của tộc người khổng lồ, nên khi hắn đã thấy sợ hãi thì đám tộc phía dưới cũng bắt đầu giảm sức mạnh chiến đấu đi. Lý Thần Đồ chỉ giả vờ đuổi theo để đuổi giết tận cùng một đoạn, lập tức sau đầu đánh vào chỗ tộc Xích Long. Lý Thần Đồ vừa tham gia vào đợt tấn công lập tức, tộc Xích Long không thể nào chống đỡ nổi nữa. Cộng với việc đại quân tộc Xích Long liên tục bị sát phù và con rối chiến tranh tấn công, cả thế trận đều rơi vào trong hỗn loạn, chết thương rất thảm thương. Phi kiếm phù, bắn. Kích lôi phù, bắn. Độc hỏa phù, bắn. Hỏa long phù, bắn. Tất cả các con rối chiến tranh nghe lệnh ta, tấn công tổng thể. Bên này, Ngô Bình dốc toàn sức tấn công. Mấy vạn quân trông coi trong thành cũng sục sôi chí khí, họ cầm pháp khí đạo cảnh, đồng loạt gầm lên nói giết đại quân tộc Xích Long. Lý Thần Đô đã chiếm ưu thế tuyệt đối, chỉ cần một nhát kiếm đã có thể đánh chết hơn một vạn dị tộc, cứ thế mười mấy nhát chém liên tiếp tộc Xích Long lập tức không còn sức nào để chống trả. Ngay sau đó, Lý Thần Đô đã tìm thấy thủ lĩnh tộc Xích Long. Ông ấy bổ một nhát kiếm xuống giết kẻ đó, đại quân Xích Long như rắn mất đầu đã hỗn loạn, giờ càng rối loạn hơn. Ngô Bình thấy thế trận trước mắt đã quyết được kết quả, lập tức cầm Bạch Hổ Tiên kiếm cũng xuống gia nhập giết quân địch. Anh sử dụng Thiên Ảnh kiếm pháp, liên tục thoát cái, trong vòng 10 đến 100 dặm đều là ảnh kiếm của anh, ảnh kiếm bắt đầu tung hoành khiến đầu và thân của đám đại quân tộc Xích Long chia làm hai, đứt tay đứt chân. Lý Thần Đồ thấy kiếm pháp của Ngô Bình, lập tức gật gù tán thưởng rồi cười ha hả đồng ý, cách xuất kiếm cũng sắc bén hơn trước rồi. Thu lại, mau rút lui. Trong đại quân tộc Xích Long vang lên tiếng quát to của quan chỉ huy, hơn 100 vạn quân Xích Long còn sống sót lập tức bỏ tất cả, liều mạng trốn ra sau. Đám người Lý Thần Đồ và Ngô Bình rất thong dong, vừa đuổi vừa giết. Một đường truy đuổi, họ đã đuổi tộc Xích Long vào biên giới. Có một tòa thành xuất hiện đằng trước không xa, đó là thành Tây Định của tộc Xích Long. Đại quân Xích Long bại trận, vừa thấy thành đã vội vàng nhảy vào trong thành. Nhưng thủ thành tộc Xích Long thấy đại quân nhân tộc đuổi giết đằng sau nên nhắm mắt làm ngơ, đóng chặt cửa thành nhốt mấy chục vạn đại quân tộc Xích Long ở ngoài thành. Thoáng chốc Lý Thần Đồ bay lên giữa không trung, gằn giọng nói, nếu muốn sống thì đầu hàng, nếu không kiếm trong tay Ngô đây sẽ chặt ngươi thành thịt nát. Những quân tộc Xích Long thấy cửa thành trước đã đóng chặt, vừa quay đầu lại thấy đại quân nhân tộc đang đuổi đến đây với sát khí ngập trời và bát quái sát trận làm bọn chúng sợ hãi mất mật. Ngay lập tức, trong đại quân có rất nhiều người quỳ xuống, cầu xin Lý Thần Đồ đừng giết mình. Đám dị tộc thấy một vài người đầu hàng, lập tức cũng xôn xao quỳ xuống. Cuối cùng, chỉ còn lại lác đác vài người thì hầu như toàn bộ tộc Xích Long đều quỳ xuống đầu hàng. Những kẻ không đầu hàng, Ngô Bình không nương tay mà vung Bạch Hổ Tiên kiếm lên chặt đầu và người của họ làm hai, giết sạch. Lý Thần Đồ lập tức sử dụng cấm kỵ ký sinh. Phóng ra hàng tỷ sợi tơ lập tức kiểm soát được hơn 80 vạn đại quân tộc Xích Long. Cơ thể của quân lính Xích Long run lên, sau đó không kiểm soát được rồi trở thành một bộ phận trong bát quái sát trận. Có được hơn 80 vạn tộc Xích Long gia nhập, sức mạnh của bát quái sát trận lập tức mạnh thêm mấy lần. Lý Thần Đồ chém một kiếm xuống, đại trận mạnh mẽ đang phòng thủ ở tường thành lập tức bị chém nát. Nhờ đó, cửa chính của thành cũng vỡ vụn, đại quân nhân tộc lập tức nhào vào. Trong một ngày, nhân tộc phá được thành Tây Định, bắt 50 vạn quân trông giữ và hơn ngàn vạn danh tộc Xích Long làm tù binh. Một khi cửa phụ phía Tây tộc Xích Long của thành Tây Định khi bị phá, có thể giúp cho đại quân nhân tộc tiến quân thần tốc đánh thẳng vào giữa trọng tâm tộc Xích Long. Lúc này số lượng tù bị bắt được là hơn 120 vạn. Lý Thần Đồ lập tức đưa 120 vạn quân sĩ vào trong kiểm soát của cấm kỵ ký sinh để họ trở thành binh lính cấm kỵ. Bước tiếp theo. Lý Thần Đồ ra lệnh Ngô Bình trấn giữ thành Tây Định, còn ông ấy sẽ tiếp tục cử 30 vạn đại quân nhân tộc, 120 vạn lính Xích Long đi về hướng đông. Cùng trưa hôm đó, khai phá ra tòa thành lớn thứ hai, là thành Kim Ngôi. Trong thành Kim Ngô có 75 vạn quân Xích Long trông giữ đầu hàng, 2.400 vạn người tộc Xích Long trở thành nô lệ. Sau khi Lý Thần Đồ nắm được thành Kim Ngô trong tay, mới cho đại quân nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, nhân tộc ở Kim Đô cũng bắt đầu chia ra rời vào thành Tây Định và Kim Ngô. Mỗi nhân tộc được thu hai người tộc Xích Long làm nô lệ miễn phí. Đương nhiên, nếu có người chịu bỏ tiền thì sẽ có thể mua thêm một vài người nữa. Ngô Bình cử người phụ trách sắp xếp chỗ ở, rồi sao người kiểm kê số lượng nô lệ nhân tộc trong thành và làm danh sách chủ nô của tộc Xích Long ra đây. Thì ra ngay từ đầu,
nơi này cũng là địa bàn của nhân tộc sau đó bị tộc Xích Long chiếm đóng, do đó mà thời gian qua nhân tộc trở thành nô lệ của tộc Xích Long. Nếu số lượng nô lệ nhân tộc ở trong thành Tây Định đã cao hơn 3.000 vạn, vậy chứng tỏ còn rất nhiều nô lệ ở ngoài thành không đếm xuể. Tính sơ qua, nếu dùng thành Tây Định làm khu vực trung tâm, thì hiện tại họ có hơn 350 triệu nô lệ từ nhân tộc. Chuyện phiền toái nhất là phải sắp xếp chỗ ở cho họ lần nữa, nhưng mà cũng may Đông Đô đã phải một số lượng lớn người đến giúp đỡ, nên chuyện này cứ giao cho họ xử lý. Những nô lệ của nhân tộc này sống rất khốn khổ, thường ngày họ làm trâu làm ngựa không tính thậm chí còn có thể bị tộc Xích Long ăn tươi theo sở thích bọn chúng. Tộc Xích Long thích đứa bé từ 3 tuổi đến 5 tuổi của nhân tộc, mỗi năm trong biên giới tộc Xích Long đều có hơn 1.000 vạn nô lệ từ nhân tộc bị chúng ăn hoặc giết. Ngô Bình dạo một vòng gần thành Tây Định, anh mới phát hiện từ ngàn dặm xung quanh tường thành này có mảnh ruộng rộng lớn cực kỳ tốt, phía tây là một vùng thảo nguyên để chăn nuôi. Sau khi anh đi nghe ngóng mới biết, những nơi đó từng là nơi sản xuất lúa gạo và trái cây của nhân tộc rất nổi tiếng. Anh đang thưởng thức không gian và hình ảnh tự nhiên, thì Lý Thần Đồ đột ngột xuất hiện đứng bên cạnh anh cười nói, cậu xem mảnh ruộng to lớn, xanh ươm thẳng tắp kia, có thể nuôi ít nhất 1 tỷ nhân tộc sống đấy. Từ giờ trở đi, nơi đó sẽ chăn nuôi dê bò ngựa, những sản phẩm do đồng ruộng sản xuất ra đều sẽ thuộc sở hữu của cậu. Ngô Bình bất ngờ, lúc này anh mới nhớ đến lời hứa lúc đó. Anh sẽ chiếm hữu tài nguyên trên địa bàn tộc Xích Long 10 năm. Anh cười khổ nói, tiền bối này, ta không đủ sức quản lý nhiều đồng ruộng như vậy đâu. Lý Thần Đồ, cậu không cần quản lý, mỗi năm thu thuế định kỳ là được rồi. Tộc Xích Long bắt rất nhiều nhân tộc làm nô lệ, từ này về sau họ sẽ quản lý chăn nuôi và chăm sóc ruộng ở đây. Ngô Bình chớp chớp mắt khó hiểu, chẳng phải theo ý của tiền bối, ta đã trở thành một địa chủ lớn nhất thành rồi sao? Ngô Bình bay một vòng xung quanh, phát hiện cây kim cương trên núi không nhiều, cũng hơn 1.000 vạn cây, thêm vào đó có 1/3 chưa trưởng thành. Lý Thần Đồ giải thích, ngay cả tộc Xích Long cũng không có quyền khai thác những cây kim cương này. Sau khi bọn chúng sở hữu được quyền khai thác cây kim cương, lại cống hiến toàn bộ cho thần tộc. Chỉ có những loại cây kim cương phẩm chất thấp mà thần tộc không cần, tộc Xích Long mới có tư cách thu hoạch đống đó. Ngô Bình, hừm, tộc Xích Long còn phải cống nạp cho thần tộc à? Lý Thần Đồ, trừ nhân tộc và một số ít tộc khác, đa số tộc khác đều phải cống nạp cho thần tộc. Ngô Bình gật đầu nói, tiền bối, những cây kim cương này trưởng thành rất lâu. Ta sẽ chặt một nửa cây kim cương trong đó trước, số còn lại để cho người đời sau khai thác. Thật ra anh không cần phải làm như vậy, dù sao tài nguyên trên ngọn núi này đều là của anh. Lý Thần Đồ cười nói, Ngô công tử là người rộng lượng, ta phải đa tạ cậu rồi. Những chuyện này đều là việc ta nên làm, còn tiền bối có kế hoạch gì không, ngài muốn tiếp tục tấn công tộc Xích Long à? Lý Thần Đồ gật đầu, ngày mai, ta sẽ đưa quân tấn công vào thành chủ tộc Xích Long, Xích Đô. Sau khi đánh hạ Xích Đô, các thành khác của tộc Xích Long sẽ dần sụp đổ. Ngô Bình, tiền bối, thánh môn trong tay ta luôn qua lại với tiên giới và thánh cổ đại lục, nếu chỗ ngài cần gì thì ta sẽ dùng hết sức giúp đỡ. Được, nếu cần gì ta sẽ nói với cậu trước. Bước tiếp theo, Ngô Bình liên hệ với Phương Lập Sai ông ta dẫn người vào thành Kim Ngô và Tây Định để quản lý sản nghiệp bên này. Đồng thời, anh cũng quay trở về giới thế tục đưa Đào Như Tuyết, Đường Băng Vân, Đường Tử Di, Lạc Ngưng Đan đến thánh cổ đại lục. Để các cô phụ trách việc quản lý tài nguyên và nhờ Phương Lập giúp các cô chọn một nhóm người cấp dưới. Các cô gái ở trong nhà chẳng có việc gì làm, giờ đã có thể làm việc nên rất vui mừng, cố gắng bắt tay vào làm tốt tất cả mọi chuyện. Nhưng Ngô Bình hiểu rất rõ, có được quyền quản lý được nhiều sản nghiệp, vô số đất đai, của cải quý hiếm, dù anh là chúa tể đứng phía sau nhưng có được những ích lợi hôm nay sẽ khiến người khác mơ ước. Đêm đó, Ngô Bình gọi vợ và Phương Lập vào. Sau một hồi thương lượng đã đưa ra quyết định bán đồng ruộng và nơi chăn nuôi cho mọi người. Và lại giá cả rất rẻ, mỗi mẫu đất chỉ cần 500 cân lương thực và số tiền này có thể cấp lại vào năm sau, còn đất có thể giữ. Thảo nguyên chăn nuôi sẽ rẻ hơn, 1 hectare đất có giá bằng 1 con trâu trưởng thành hoặc là 10 con dê trưởng thành là mua được, số tiền này có thể trả góp trong vòng 3 năm. Ngô Bình quyết định như thế vì đã suy nghĩ kỹ rồi. Đầu tiên nếu anh chiếm giữ quá nhiều đất đai thì cuộc sống bình thường của dân chúng sẽ càng khó khăn hơn, dù sao họ nhận lương thực rồi nuôi dê bò cũng phải trả cho anh 1/2. Thứ hai, anh nghĩ cách làm này là một chuyện công đức.
Khi Lý Thần Đồ biết quyết định của Ngô Bình lập tức vui mừng, ông ta cử người đi dán cáo thị tuyên bố dù là người chưa có ruộng đất chăn thả, hay người mới rời đến đây có thể mua nợ một mẫu đất hay một vùng để chăn nuôi. Thông tin này vừa loan ra, dân khắp thành đều vui mừng hoan hô. Mọi người đều biết tính toán, nên họ thấy giá bán kia gần như là cho không. Vậy nên hầu như tất cả mọi nhà đều mua 100 mẫu ruộng, hay 100 mét thảo nguyên. Bởi vì 100 mẫu là hạn cao nhất cho một gia đình mua, nếu họ muốn mua thêm thì giá cả sẽ tăng lên gấp 10 lần. Nhờ đó mà sau 3 ngày bán ra, Ngô Bình đã bán đi 9 phần 10 trong số đồng ruộng mình đang sở hữu nhưng vẫn còn hơn 500 triệu mẫu ruộng. Đồng cỏ chăn nuôi còn dư nhiều hơn một xíu, tầm 3,5 tỷ mét. Ngô Bình không lo lắng mà thuê tá điền ra để gieo trồng và chăn nuôi trên đó, rồi mỗi năm sẽ thu thuế theo định kỳ. Sau khi bán và cho thuê các ruộng đất mình đã sở hữu, Ngô Bình lại nhìn qua bia công đức của mình. Không ngoài dự đoán, số công đức đã tăng hơn 3 vạn 100 triệu rồi. Ngược lại, ruộng đất không phải là thứ anh lo, mà lòng anh đang đặt trên tài nguyên quý hiếm của cây kim cương kia. Trước mắt, núi Kim Sơn sẽ để Đường Băng Vân đảm nhiệm cai quản, cô ta cũng dẫn mấy chục người tùy tùng từ trong nhà ra. Và lại, Phương Lập cũng đưa tới các nhân viên làm việc ban đầu về đây, hơn 1.000 thuộc hạ để phụ trách việc trông coi và đốn cây kim cương này. Trước đây, người đảm nhận việc chặt cây kim cương đều do nô lệ nhân tộc làm, nhiều thế hệ của họ đã làm việc trên núi Kim Cương nên cuộc sống rất khó khăn. Đường Băng Vân hợp những người này lại, cô ta không chỉ phát cho họ mức lương cao ngất ngưỡng còn cử người xuống chân núi, xây giúp nhà cho họ. Những nô lệ này trước kia làm việc quần quật suốt ngày, gần như sống chết ấy vậy mà không thể được một đồng lương còn bị người ta xem là trâu là ngựa sai bảo. Bây giờ, họ không còn làm nô lệ còn được nhận phúc lợi tốt. Cách đối xử khác biệt to lớn như thế khiến họ vô cùng quý trọng cuộc sống hiện tại của mình. Đường Băng Vân cũng tìm được một nhóm người có kinh nghiệm phong phú về chặt cây, đưa lên là nhân viên quản lý. Sau đó cô ta dựa theo các tài liệu và việc điều tra thực địa trước đó đã soạn một dãy số, đánh dấu chất lượng cho cây kim cương, bên đó còn có ghi tuổi năm cây lớn, phẩm chất, thể tích, để hay nên chặt. Chuyện chặt cây kim cương là một kỹ thuật sống. Công nhân phải dùng kinh nghiệm chuyên môn của mình để làm thành cái lưỡi sắc cưa kim cương. Mỗi lần cưa một đoạn cây kim cương phải mất 3 đến 10 ngày, trong lúc đó phải mất cả chục cái cưa kim cương nữa. Bên trong cây kim cương được chia ra các phần, cây kim cương hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm và cuối cùng là ruột cây. Có nghĩa là 9 phần 10 của cây kim cương đã chiếm hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm cả rồi, còn cực phẩm chỉ chiếm 1% thôi. Cây kim cương thượng phẩm có thể mang theo ruột cây bên trong, giá cả của nó cũng đắt gấp trăm lần với cây kim cương bình thường. Cây kim cương thượng phẩm trưởng thành có ruột cây to bằng một cánh tay, nhưng lại có độ dày gấp 10 lần cây kim cương thường. Đương nhiên cây kim cương cực phẩm cũng có ruột cây, giá trị nó cũng cao hơn nên tình hình nó bán tháo trên thị trường rất hiếm, giống như món đồ quý vừa thấy là giấu ngay nên không ai nể bán ra. Phương Lập căm hận nói, chúa tể lãnh binh đi đánh hạ thành thị. Ảnh quốc lập tức mặt dày phái binh đi chiếm cứ các tiểu thành và thôn trấn xung quanh, thiết lập cứ điểm. Chúa tể đã phái người đi hiệp thương với ảnh quốc, nhưng ảnh quốc chỉ nói cho có, lại không chịu lui binh chút nào. Ngô Bình cười lạnh, đông đô liều sống liều chết, bọn họ lại đến đó ngồi mát ăn bát vàng. Chúa tể cũng tốt tính quá. Phương Lập, ảnh quốc không phải là nhân tộc thuần chủng, là dị tộc được kết hợp từ ảnh tộc và nhân tộc sinh ra, nhưng bọn chúng luôn tự cho mình là nhân tộc. Nên vì thế mà có quan hệ không tồi với nhân tộc. Chúa tể ông ấy hẳn là không muốn xảy ra xung đột với ảnh tộc, tăng thêm một cường địch. Ảnh tộc có thực lực như thế nào? Ngô Bình hỏi. Phương Lập nói, tuy rằng ảnh tộc không có cao thủ là chúa tể, nhưng bọn chúng có sức chiến đấu rất khủng khiếp gồm 50 vạn thiên ảnh quân. Thiên ảnh quân không biết đau đớn, lại càng sống lâu, sức chiến đấu càng mạnh. Thiên ảnh quân là một nhóm lính đánh thuê, bọn họ không tuân theo ảnh quốc. Mà chỉ quan tâm đến quân chủ của bọn họ. Quân chủ Thiên Ảnh Quân là người có thực lực mạnh nhất trong số họ, từng bước một giết chết người mạnh nhất, ngay cả quốc vương Ảnh Quốc nhìn thấy hắn ta cũng phải có thái độ tôn kính. Thiên Ảnh Quân mạnh cỡ nào? Ngô Bình hỏi. Phương Lập, chỗ đáng sợ nhất của Thiên Ảnh Quân chính là bóng của bọn họ có thể khống chế được ý chí của kẻ địch, từ đó khiến cho kẻ địch tự giết hại lẫn nhau. Đương nhiên, bản thân thực lực của Thiên Ảnh Quân cũng đã vô cùng mạnh mẽ rồi. Đơn binh ít nhất cũng đã là tu sĩ có thực lực cửu biến. Bách phu trưởng, thiên phu trưởng của bọn chúng còn có thực lực mạnh hơn,
rất nhiều người trong số đó đều là cường giả thánh hiền vương, thánh nhân. Nghe nói Thiên Ảnh Quân có thể dùng bóng của mình để khống chế người khác, anh không khỏi nghĩ đến huyền ảnh công của mình, hai thứ này không phải giống nhau hay sao? Phương Lập, chủ nhân, hôm nay chúa tể xuất binh đánh hạ thành Cửu Long. Bên trong thành Cửu Long có mười mấy vạn cây xích long quả, được người của xích long tộc đặc biệt phái người trông coi. Nhưng ta nghe nói, Thiên Ảnh Quân vừa phái ra một đội ngũ chiếm đoạt vườn xích long quả này. Ngô Bình cực kỳ tức giận, xích long quả là sản nghiệp của ta, thế mà bọn họ cũng dám đoạt. Phương Lập cười khổ, chúa tể đang giao thiệp với quân chủ của Thiên Ảnh Quân, nhưng đối phương hình như không muốn rút lui. Ngô Bình không nói hai lời, lập tức đưa theo Phương Lập đi đến thành Cửu Long. Quy mô của thành Cửu Long còn lớn hơn thành Kim Ngô một chút, là thành phố trung tâm của xích long tộc, hơn nữa chỗ này còn có xích long quả. Sau khi Ngô Bình và Phương Lập đến, nhìn thấy Lý Thần Đồ đầu tiên. Vâng, người thuộc hạ kia cũng nhận ra được Ngô Bình, lập tức dẫn người đến. Người kia là một người lính trẻ, trên mặt có ám văn quỷ dị phức tạp, người cao 1m95, cơ thể cường tráng. Người này bị trói gô, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn ta có vẻ không phục, nghiêng đầu, ngơ ngác nhìn chằm chằm Ngô Bình. Ngô Bình hỏi, cậu không phục? Đối phương cười lạnh, bọn họ có hơn 100 người, dùng chiến trận để bắt ta, như thế thì có bản lĩnh gì? Có ngon thì ra đây một chọi một với ta. Ụ! Ngô Bình lập tức nói, thả cậu ta ra. Người thuộc hạ kia buông người kia ra, tên lính Thiên Ảnh Quân này lập tức đứng lên, nghi hoặc nhìn Ngô Bình. Ngô Bình hỏi, cậu giữ chức vụ gì ở Thiên Ảnh Quân? Người này ngạo nghễ nói, ta là Thiên Phu trưởng Thiên Ảnh Quân. Ngô Bình, khó trách lại kiêu ngạo như vậy, hóa ra là Thiên Phu trưởng. Ta cho cậu một cơ hội, chúng ta một chọi một, chỉ cần cậu có thể đánh thắng được ta thì ta sẽ thả cậu đi ngay lập tức. Hai mắt đối phương sáng lên, thật. Ngô Bình, đương nhiên là thật. Thế nhưng, nếu cậu thua thì phải ngoan ngoãn trả lời câu hỏi mà ta đưa ra, ta hỏi cái gì thì cậu cũng đều phải trả lời đúng sự thật. Người này nghĩ một lát, nói có thể. Thật hiển nhiên, hắn ta cực kỳ tin tưởng vào chính mình, cho rằng bản thân sẽ không hề thua. Ngô Bình cười nói, cậu tên gì? Ta tên Xích Ảnh Tam Thất. Ngô Bình gật đầu, được. Xích Ảnh Tam Thất, cậu ra tay đi. Xích Ảnh Tam Thất hơi hơi khom người, làm dáng vẻ như đang lao đến. Nhưng thực ra, bóng của hắn ta âm thầm chui đến dưới chân Ngô Bình, ý đồ khống chế anh. Loại thủ đoạn này của hắn ta và huyền ảnh công mà Ngô Bình tu luyện rất giống nhau, Ngô Bình làm sao có thể bị mắc mưu như thế được. Anh dậm chân một cái, dưới sức mạnh chấn động của Thiên Ảnh Công, cái bóng kia lập tức bị chia năm xẻ bảy. Xích Ảnh Tam Thất kêu thảm một tiếng, bỗng nhiên ôm đầu gối ngồi xổm trên mặt đất, biểu cảm vô cùng thống khổ. Ngô Bình cười lạnh, thủ đoạn của Thiên Ảnh Quân các ngươi cũng chỉ có như thế thôi. Xích Ảnh Tam Thất giận dữ, lần này hắn ta không dùng bóng, mà lao về phái Ngô Bình nhanh như một tia chớp. Hắn ta vừa cử động, dưới chân của Ngô Bình lập tức lao ra một đạo huyền ảnh, trong nháy mắt đã đóng đinh bóng của Xích Ảnh Tam Thất lại. Ngay lập tức, cơ thể Xích Ảnh Tam Thất cứng đờ, sau đó đứng thẳng không nhúc nhích. Ngô Bình đi đến, vỗ vỗ bả vai của hắn ta, hỏi cậu có phục không? Mặt Xích Ảnh Tam Thất tái nhợt, run giọng hỏi, làm sao cậu có thể hiểu được thủ đoạn của Thiên Ảnh Quân bọn ta? Ngô Bình, thủ đoạn của ta so ra còn cao minh hơn so với Thiên Ảnh Quân của các ngươi. Bây giờ ta hỏi cậu vài chuyện, cậu phải trả lời thành thật. Xích Ảnh Tam Thất vô cùng kinh ngạc, hắn ta nhẹ nhàng thở dài nói, cậu cứ hỏi đi. Ngô Bình, có bao nhiêu Thiên Ảnh Quân trông coi vườn xích long quả? Xích Ảnh Tam Thất nói, 5 vạn người. Quân chủ của các người cũng ở đó. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 217.